Ừ, cứ vào đi, đánh xong một phây. Lá mẹ gì? Mẹ gì? Trông kinh quá cả lồn, đi về mày. Đâu? Nhìn có vẻ cả bộ cóc là nhìn trong tờ vậy. Anh em nào cần tiền chơi office? Em có thể người thường như tao được cả, đi mẹ mày. Mày đi, mày đâu mà đi, mày đi. Hậu thằng nó thì quá, mày đâu mà đi. Đợi tanh. Một đứa mày đâu mà đi. Đứa nào đi xuống đây. Vào thoát hiểm đi, được không? Abizu, không ai được vào. Rồi. Lại con bắt nổ rồi tao thoát hiểm. Có chưa? Có long mạch chưa? Tao thoát hiểm rồi. Có rồi. Ủa đâu mặt đâu ta? Đã đánh. Nhanh lên bay qua. Đây, lông mặt, đâu đầu cổng nè. Lông mặt đầu cổng nè, luôn. Còn thiếu một M nữa đúng không? Bộ mới có cái dildo hay phết. Phạm Minh Châu. Rồi đó. Phạm Minh Châu đó. Xuống đi. Quẹ thì bốt cái nấu này thêm được. Phạm Minh Béo. Con này như là tanh nào vào một trong một trong hai con hai bên thì con ở giữa nhảy vào đúng không? Mình nếu đi mét trong này luôn. Tanh nhảy vào một con thì con ở giữa sẽ nhảy vào người tanh. Rồi hai con cùng một chỗ, thấy không? Không đẹp lắm. Ừ, thôi đang bớt thôi. Thích cái mũ đen hơn nhưng mà mũ đỏ cũng được. Nam mặc đẹp hơn, nam mặc đẹp hơn. Nữ mặc xấu. Xin cà phê cho lâu này được không? Mày bốt cà phê cho tòi cái kia. Tao không đổi outfit. Không, ý là cái ủa, mày phải đổi mới bốt được à? F2 cho có à? Ừ, F2 không có. Kim bộ cảnh binh trắng ấy. Không solo cái này được không? Hay mày. Ở đây có bốt một, ở đây có bốt một đấy mày. 132 triệu đánh gãy tay luôn. 4/2 ấy. Thầy thấy. Như vậy 132 triệu để đánh gãy tay là sao? What the fuck? Hôm nay đi đến 7 giờ nhá. Trời, tao đánh hết. Đánh gãy cái dao găm luôn. Hello. Em tao đánh hết có 11 phút, nếu mà tao solo này đánh hết 11 phút. Như Mojun với mày. Ê, còn què là level 57 em ơi. Ê, được, đá mày. Đá mày. Chính xác rồi. Làm bố. Nào. Ý mẹ đi gì? Bố cùng làm. Tự bố cu đi bạn. Gọi cái mẹ ông tao mà xin đánh đấy cho mày. Đã lồn. Một nghìn sò để được bộ đồ với cả thêm bao nhiêu nữa ta? Thêm... mấy trăm nữa. À 100 nữa. 600. 600 dễ thương quá. 600 nghìn tất cả. Chát quá, chịu, đéo chơi. Lấy cái nắp cống thôi. Chơi đâu? Nắp cống là Ronaldo thôi. Nắp cống. Em mua full bộ nắp cống rồi. Em mua 400 nghìn nắp cống rồi. Nắp cống ngày 24 mua. Hợp lý. Even quần đánh, even quần áo mua hết rồi. Cái đầu có 50k được cái lắp cống. Cái even nhà vô địch cũng mua hết rồi. Giờ chỉ còn mẹ để tiền quay shop rồi. Phát sau là phát 5 năm. Đi là nó phải được dùng bùa kinh nghiệm, mẹ bùa kinh nghiệm một đống này. Mình đã thấy cái tay của một shop ạ. Gold Race 60. The Joker. Chắc kèo. Đi có vẻ 50k. Eco ơi. Trận sau ở sao. Hôm qua có nào bất đức không? Có thằng này. Có thằng này. Mẹ ra đi. Hôm qua có nào bất đức không? Hôm qua Nai ra đi. Có chưa cả chưa? Chưa có. Thằng Phạm Minh Châu á. À có hả? Ở gửi lại đi. Mình giữ. Khai để kéo lên lại. Nó Yuki với lại Shino vậy. Ủa vậy là Yuki nó inbox thôi hay là ông inbox? Inbox tôi vậy? Đó là Yuki là Shinoi vậy đó. Tôi mình nó giữ. Đó là Phạm Châu mày đưa hay lại đưa. Ta có quan biết vậy? Thời gian này đã. Ta chưa nhắn tin.
Vô trong Yuki á, coi Yuki á. À thấy rồi, thấy rồi, Yuki gửi Yuki. Không nở anh em. Không nở luôn. Không nở mà. Ngon. Bên thế nào đi? Con này gì vô bú cu nữa thôi. Bán rồi. Hay. Rồi. Hay. Có vẻ sức mặt gì. Đánh luôn không? Đợi dí xám vào đánh luôn không? Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Fly 41 là trời ơi, đủ người đi. Đi ra bắt kia siêu phát hả? Nhìn đen thế. Có đam có một con mẫu. Ôi. Hơn mẫu con. Nhìn thế. Sao bé? Hôm nay chẳng đau cống. Ôi mình đã làm. Thì lưu. Làm gì để lên được? Thì lưu ấy. Làm gì để lên được 1000 ca máu ta? Ta lên 122 ca máu rồi. Thiên thương nha. Chỗ đi vô viện cứu ấy. Idol su phép luôn. Nghe vậy mày. Kẻ dính lưu đây. Ta giống mày. Lưu đồ. Tóc mà đổi thành cái tóc mà quấn quấn lại hành luôn. Nhìn Zino ghê các bạn, cúp cái thế đi. Bây giờ cái cục mãn nguyệt hoàn thiện là bao tiền nhỉ? Tầm 8 triệu. Đừng có tiến tiền chi. Tầm 8 triệu cụ Linh. Không, 150k. Cụ Linh hôm trước con tính là 150k vàng thì tính sông xanh ra khoảng 6 triệu. Hay ôi, cái này kia rồi 2k8 rồi. Ở tổng xin nó có cục mãn nguyệt rồi. Từ đấy là xui nha, đấy là xui nha. Còn hên nhá. Hên mất cực kỳ ít luôn. Hên mất chưa đến nổi 1 triệu. Bây giờ 18% hay. Hên là phát lại luôn. Ờ. Nó một phát nó thắng. Nó skip. Nó skip tay luôn. Nó skip tay mà. Đây như từ cấp 10 lên hoàn thiện rồi đấy. Hên. Dạng dạng như vậy á. Hên. Tổng xin nó là mãn nguyện rồi chứ. À gì nhờ, tất cả các stay nào mà dùng 10 nước thánh thì up hên xui, còn lại tất cả các stay up bằng 3 nước thánh nước thánh thiên giới up full chắc chắn có khả năng skip thôi có khả năng thôi. Cái gì thôi, cái gì thôi, trời tao hát nè, đứng trên không nhật bay màu lại nó bị lóc. Nhớ là cái từ cái cục mãn nguyệt thức tỉnh lên mãn nguyệt hoàn thiện là cần 20 bình nước thánh thế giới đúng không? Từ hoàn thiện lên gì? Thức tỉnh lên hoàn thiện là cần 20 thiên giới đúng không? 10 nhưng hên xui. Ờ đúng rồi. Để bạn xem lại chắc. Đâu? Sau đây biểu đồ khác này. Từ hoàn thiện ở đâu? Từ đâu? Từ mãn nguyệt 18% ấy, lên hoàn thiện ấy, lên 8 giây ấy. Cần 20 thiên giới đúng không? Hên xui đấy. Đâu? Cái cục hồn việt siêu thiệt, siêu việt thức tỉnh này. Lên cục siêu việt hoàn thiện ấy. Là cứ YOLO là sẽ có những cái skip. Lên đây rồi. Đọc đây đi. Đấy. Trời. Đúng nào. Bugon không bỏ nè. Thôi chắc chắn lên. Có 5 bình thôi. Không. Lần trước nó là livestream từ 18% lên hoàn thiện là 20 thiên giới mà. Đâu là 20? Đâu, không phải à. Không có success nào 20 hết à. Toàn 5. Không có cái nào 20 đâu. Toàn 5 thôi. Nói chung là tổng cộng nếu như mà xui thì tầm 50 bình trên giới. 57 bình tất cả. Ờ, 57 bình á. Tầm ý. Không rồi, một đống ngọc thần sơn nữa. Thấy bọn nó bảo là đập cái này đừng nên đập bằng người cái bình nước thánh của mua phần tuyết. Mà đập chỉ là... nếu mà đập 3 lần được 7%. Hên xui thôi, ai nhiều lắc thì chơi YOLO. Nói chung là cái nước thánh không muốn phán quyết nó cũng free mà.
ai đéo nạp thì cứ từ từ mà đập thôi, biết làm sao. Có điều kiện thì up lên phụ lý này luôn. Này bây giờ, con còn đang dùng cục này này. Anh ấy hiểu sao thằng CT nó nói về cục hoàn thiện với cục hoàn siêu việt hoàn thiện với cái cục siêu quang hoàn thiện nó khác nhau có 10 kb, thấy lộn giống á. Đúng rồi, khác nhau 23%. Mẹ khác nhau bằng lộn kb đấy. 23%. Tăng 23% á. Mắc như phiên bản trước, thế em phiên bản trước. 23% là khoảng 40 tới 50. Vậy mà nó có 10k vậy là tao thấy thì mẹ tới 30% sát thương nguyên tố đây. Lại lần trong 10 giây vừa kết thúc hiệu ứng xong rồi lại hồi tiếp. Lại thì có cái cục màu tím nó mới hiệu quả thôi, còn cái cục màu cam nó không hiệu quả. Cục màu cam nếu như mà lên mãn nguyện thức tỉnh thì vẫn chưa cũng không hiệu quả luôn. Chưa khác lắm. Tại cục hoàn thiện kìa, cục hoàn thiện nó là bị mẹ một đấy. Nó lên được cục hoàn thiện nó khác hoàn toàn luôn. Nhất là con súng á, con súng mà lên thành đổi thành cục màu đỏ á, phải liều nó trùng thời gian với cái luôn. Whisky đó. Rồi gà lên màu đỏ đặng giật agro người khác. Whisky bớt lên cái lên hơn 800 nghìn đam đó. Hai. Lên cục màu đỏ thì mất dạy quá. Cái đi Shino. Shino ấy học tập đó đi. Lên cục màu đỏ thì vãi luôn. Thôi bị mất dạy rồi. Lên cục màu đỏ thì giờ đi ra động lên thành đi magic thì ta thôi. Bàn chuyện boss 3. Đâu, găn dùng cục màu đỏ thì ngon. Boss 3 thì tí nữa chữ thập thì đã đó rồi, không ngảo. Bên này cũng nhanh nha. Tí đang lồn là, tí đang lồn gì, đi xin có cớ hay gửi rồi, hay quá. Từ từ đấy, cho mình coi cái kill nó làm sao mà mình mới đi rồi. Rồi. Vãi rồi. Vâng, bạn tôi bây giờ mới ngồi coi mech, vãi lồn, kill. Vãi rồi. Cậu Duy thì mẹ xúc vật. Gà gà. Sao thằng nhân phẩm đéo có. Mấy bạn bên tay bọn có ai thương mình không? Bà Tây mình với Phạm Minh Châu nữa. Bán hai viên này nè. Bán cái gì vậy? Thủ yên tâm kìa. Có gì đâu mà tái tiền đâu. Báo cầm canh đưa cây báo. Đây mời cho. Ba phát này của Lim. Ui. Ủa sao mà ba phát có 50 à? Có cái trước khi có cái cộng thêm này xì đấy là tao được rồi. Là tao được 8 phát rồi thịt cả 8. Ok phải nào thú súng ăn ở thế nào chịu thôi. Đây đập thủ cấp 10 đập một lần này, đập một phát từ 10 lên tấn công, đập từ tấn công lên hoàn thiện một hit. Ê. Con đập 8 phát ở đâu, con đập đầu tiên là 2 phát từ 10 lên được tấn công, sau đấy đập 8 phát xịt từ tấn công lên hoàn thiện. Sau rồi thì mẹ có thêm cái này đập thêm xịt thêm 3 hit nữa. Sau đó và không có sau đó. 50%. Bó thiên lâu kìa. Thật ra. Mẹ okay, 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 bó thiên lâu. Ok. Bó thiên lâu 6 phút rồi, thôi bỏ qua đi. Giỡn thôi. Này nói thiệt em đợi xíu. Cái mic hôm qua bác ba đưa ông Linh cũng đưa. Mẹ sao đây còn clip 24 người đây. Bắt được hết. Mẹ coi xong loại mẹ não mất. Không, lên trên mạng, lên YouTube rất đầy. Hoặc xem tê đi ngày ấy. Thôi ừ, cần gì vậy. Đấy, chỉ cần đọc cái hướng dẫn nó thôi. Chính xét thì kiếm hay lắm. Không biết thì không biết đâu. Nói chung là muốn đi nhiều kinh nghiệm mới xem chim sa tê nó ăn hành phải là mệt ra rồi. Nó đi theo góc tăng không à, góc tăng không à, còn không có làm góc mít, ông hiểu không? Có nhận quét nha. Coi ngày nào tôi chả coi, ngày nào tôi chả coi sa tê mà ý là của nó toàn góc nhìn của tăng không à. Thì góc mít là DPS không đảo mà, quan trọng bị sống rồi thôi. Thì tao chia mày là ở trong mà. Hai thằng BM với hai thằng EV là bốn người xa. Thôi rồi. Bót ma cái thằng mini à. Không, hai thằng BM với hai thằng EV là bốn thằng xa điện rồi đánh bốt. Không, 8 thằng phải là DPS. Chú còn nói cho không, cần coi đâu, chú còn nói cho không. Đó, đấy đi. Vào đi, đến đi. Nghe nè. Nè. À.
Coi đánh đi, đánh chưa? Coi đi, đủ ít người rồi mà. Đây, đại đi, đúng không? Tiếp theo. Ê cô. Ê. Ê cô bé. Hỏi coi đi để 20m từ từ. Em mà đến đâu? Rồi. Anh tanh nào vào một con xung ở bên cạnh nhá. Con ở giữa thì nhảy vào người tanh ấy. Rồi, rồi đấy. Ok. Sao vậy? Nào một con, xu một con. Tụi đi. Nào vào một trong hai con. Có trình chết kìa. Cái máu kìa. Mẹ chết trình quý mèo ơi. Tôi chết rồi. Cái gì vậy? Con bên kia đừng để nó bắn nữa. Đau vãi. Ê, xin nó kìa. Đâu ạ? Sao? Mình tăng con này còn đậm thật là quen à? Ghê. Mà pin 200. Đi vãi liền đấy bạn. Ê! Ê! Cắp! Này! Ê! Ê! Go! Cái mập đầu nhìn nó nguy hiểm rồi. Ê! Nó bị tôi nè! À, nói vậy đấy nhá. À, để tôi kêu em tôi lóc ạc đi mấy ông nhá. Tôi bị gọi đi có công chuyện thế này. What the fuck? Đi bắn cái này vậy đây. Sao càng ngày càng đông này? Nó gọi ra mà. Nó gọi ra mà. Không sao, chết được một con rồi. À. Không sao, tao chết rồi. Không sao, mê chết luôn rồi. Này thì đéo ở party với Ano cơ. Lão. Quên, bắn này về vô mít thì chịu thôi. Tà hơi. Mì. Lạc quá. Có giết đâu? Alo. Stun nè, stun nè. Ê, không đủ người stun rồi. Nó bắn về vô mít thì chịu thôi. 48 triệu kìa. Follow me and follow me. Sức ấp giả cùng quay lại cô chiến của chiến như này. Bây giờ có thấy là party kia chết hết đâu. Không đủ giờ. Ý là ở quán anh rồi tỏ sáng. Tại PT bên này toàn là tanh ok à. Đúng là chị. Có thời gian này còn 50 giây á. Ở đi xe đi các bạn. Rồi xe đi, nó nhìn là 50 giây chào kịp. Tôi bảo chứ từ từ mọi người đừng vào vội, để tanh nao vào một con xung quanh bên cạnh ấy, con ở giữa sẽ nhảy vào người tanh, hai con nó cùng một chỗ dồn nam để tanh để nam có thể chém cả hai con cùng một lúc luôn. Nam được tanh bên kia chỉ cần một người tanh thôi, còn lại dồn nam vào hai con kia. Oh, su tự xử con bên phải nha bạn. Ừ, thì nãy ta tanh không phải mà nói chả ra anh em vậy. Cái xe đi nộ giờ có long mạch đây này. Có long mạch đây cô ơi. Đi cô. Đuôi hả bạn? Đuôi cũng hay mờ mờ chứ. Đuôi đấy mờ mờ chứ. Đi con mẹ gì. Mày nói hơi nhiều ấy nhá. Đi xúc vật. Ơ cái bịt. Cái long mạch. Sao này lại đây? Đi con mẹ. Lát. Sao tự nhiên con này nó ở đây? Cái bịt. Đi mày lát. Cái long mạch đâu? Từ từ long mạch. Là bên phải đi. À, nó đổi vị trí luôn rồi kìa, nhảy xuống coi chừng á. Bay xuống coi chừng nhá. Đổi vị trí kìa. Ôi nó đổi vị trí kìa. Nhảy xuống coi chừng. Anh tanh cứ làm một con đệ. Hai con này xem nó không đứng góc này, nó đứng đâu vậy? Bọn nó thích đổi chỗ rồi. Rồi cẩn thận nha. Chào. Ủa lừa hết. Bước về đi bạn. Ác Phạm Minh. Ác Phạm Minh Châu sao nhiều máu đấy. Để hả? Nhìn 20 thủ ạ. Ừ đúng rồi. Chuyển 50 thủ á. Quay su. Hả? Chuyển 50 thủ. Hãy xử lý con bên này nhá. Đây nè, con ngay chỗ tao này. Tao số 9 này. Dưới, con được dưới, con được dưới, con được dưới. Con dưới con chỗ xa ấy, con chỗ xa. Để ra chạy qua đây. Anh vào trước nha. Mà Nam đâm con này rồi chạy thẳng lên đây luôn. À nhập chạy thẳng ở đây luôn. Đâm con này chạy thẳng ở đây. Xu xử lý con này. Nó không bay theo mình đâu.
nó đứng nó bắn đấy. Con boss dưới ấy, con boss giữa mà. Con boss giữa thì mình cứ đánh con nhỏ nó tự lao theo mà. Đánh con nhỏ nó tự là nhảy vào. Nó tự lao theo mình. Còn con nhỏ nó đéo nó đéo chạy theo mình đâu. Nam xử lý con nhỏ này. Mình đánh con nhỏ, con giữa sẽ nhảy vào đầu tanh. Để vào đầu tanh đã rồi hắc hay chưa. Đúng cả Nam vào trước nhá, Su vào sau Nam ơi. Nam bật một ép lên rồi vào. Cẩn thận bị ăn bắn từ con xa. Thì vậy nó bắn vai luôn đau. Nhảy xuống đi các bạn. Được chưa? Điểm danh đi. Sao đợi mọi người xuống á. Sao có mỏng lại như nào? Sao có mỏng lại như nào? Ôi chết này. Có thằng chết này. Ôi được rồi được rồi. Đấy dùng Nam hai con. Luôn. Dùng Nam hai con kia. Đấy nó. Ôi. Đẹp ơi. Rồi đang đi tí nữa nó gọi đẻ. Lé quả bắn của con kia nhá. Đấy nó bắn kìa. Su cố lên nha Su. Anh à, tao giết nó chết vợ mà. Ghê. Ủa nó chạy vào đây. Chết luôn. Nó chết rồi chết rồi. Ủa chứ sao nó chạy vào đấy. Nó đổi chỗ kìa. Con là ma. Đổi chỗ ra đi. Rồi đam con đấy đi. Rồi đam con chính này. Đánh con chính không? Rồi đam con chính đó nha. Rồi lấm lên đây. Con gà xanh kìa. Gáp lên. Lâu mắt đổi chỗ. Thôi tôi. Có số bên chưa hốt con mini boss luôn. Con này thì mẹ, nó có cơ chế lạ quá. Có mini boss con miến kìa. Giết nó luôn đi. Rồi. Ở đâu? 20 triệu. Ừ, cố lên. Giết đi. Cố lên. Ê, đây. Kịp rồi anh em ơi. Rồi ra đi, sao bơ này. Đẩy luôn con kia đi. Đẩy luôn được kháng lên, được kháng lên. Sao mình bấm Alpha Call để rồi có tín hiệu ra lời từ Blue với đợt. Mình đang nằm sàn. Lớp kia cũng đang nằm sàn. Nó chơi hết rồi. Em ở đây xỉ. Cháu có ai đi xuống. Sửa Fighter hồi sinh đi. Tìm cho Sửa Fighter hồi sinh đi. Hồi sinh nó lên Bi ơi. Chết kìa, xem chết kìa. À trời ơi. 33 triệu, cố lên. Lên. Anh ơi, xem chết. Kháng lên. Khóc mèo luôn. Con này có mấy không anh? Chưa chết hả? Con gâu gâu. Giết nó nhanh trước khi nó gọi cả đống đệ ra. Con gâu gâu sắp hết máu rồi kìa. Rồi giờ. Rồi con gâu gâu chết luôn rồi. Nhưng mà gâu gâu chết. Mẹ 100 cái tên lửa nó ra vào não. Cô lên não tôi. Đi cô ơi, 25 triệu mà đéo kia qua được rồi, khó chịu mãi. Ai nào cứ bắn một người ấy. Mẹ đi nhá. Này đi. Ôi. Bắn lại là chân người ai xử lý mini. Mỗi lần nó chia ra hai con mini thì mỗi lần con mini thì hai người ra tâm. Nếu phải con mini nó biết di chuyển mày không hiểu không? Không cần, nó di chuyển bắn về cái mách là giết con chính trước khi nó gọi nhiều VD, đơn giản vậy thôi, đừng có chia này. Đúng không? Cười quá, mẹ. Có vẻ một mả, rồi nó bắn cho. Run đít rồi nhá, run đít rồi. Người đó người, người. Ai có mini mách kêu à? Ấy. À là kìa. Trời sao ơi. Không cho Sino xuống bật ti dưới cho mạnh. Hai con mini. Ôi hai con mini. Sino xuống bật ti dưới. Thôi con cho mạnh. Con kia ta đánh này vậy. Hơn 50% máu rồi người ta sẽ tự di chuyển luôn. Nói vậy thôi lúc đầu thì cũng cần để tanh kia cứ lao thẳng vào đánh con chính đi. Được, vô đi. Đằng nào nó cũng bắn về con phót chính rồi. Nó chỉ có một con mini thôi, dùn đam nhanh con chính là xong. Đằng nào nó cũng bắn vào con boss chính thì tăng chém cái gì? Sao cụ hay vậy? Nó bắn kìa nó ve. Su mày một con, tao một con nhá. Su mày một con, tao một con. Đi con quan trọng là giết nhanh rồi quay xử lý nhá. Su mày một con, tao một con, tao xử lý nhanh con này cho. Đợi một phút nha, lấy áo vô cái trời mưa. Tao xử lý con ngoài cửa cho nhá, Su mày. Mày xử lý con bên phải vậy nhá, tao xử lý con bên trái. Đi hôm à? Để cho tanh nào vào nó trồng lên hai con cũng phải dồn đam AOE sớm không? Nháo à? Đúng rồi, để giết để nó su tăng một con thôi, xong rồi đến lúc ra con mini tiếp theo thì mày đánh, chia người ra. Xử lý con đấy. Chứ không thì mày bắn nhiều quá, ghét quá. Tanh nào một con nó nhảy vào mà hai con dùng đam toàn là glass đam AOE ở đây bay màu nhanh.
Nãy con mini nó chết luôn rồi, nhưng mà con mini của thằng Su rồi lúc sau nó gọi nhiều quá. Không, con chính nó gọi ấy, không phải con mini gọi đâu. Ừ, con chính nó gọi à. Với cả con mini thấy đông quá, đâu con mini thấy đông quá chạy ra cùng cho vui. Đi coi, với cả lần đầu là sơ tun, lần sau là hất ngã đi, không đéo hồi kịp. Ok. Rồi, vô. Vô luôn hả? Run điều run. Còn run kìa, còn run. Nhớ người mà. Ăn lắm à, nó lại. Lần nhớ là lần đầu sơ tun, lần sau là hất ngã nha. Không, toàn thiếu vẫn 1, 2 cái CC. Có chừng hất ngã nó bật lên ấy. Chuyển hết sang đam đi, cắn hoành thánh lên, run đam. Tí nữa vào bot cuối ấy, những ai không có bèo đổi hết sang 50 thủ nha. Không thì sẽ là lần đầu hất ngã, lần sau mẹ sở tốt, tại lần đầu thằng Nhật Nhật nó sẽ grab. Nam gì? Hôm qua trận Đức với Mexico. À, đi mẹ, trận gì đó. Kết quả là đây. Thì mình là thanh niên nhảy cầu quá nhiều. Ôi. Còn trận Brazil mà, nhảy sớm vãi. Để trận Brazil xong nhảy luôn một thể. Tao hôm qua là tao cắm bánh xe cho Đức này. Một hai ca vàng đừng nhảy em ơi. Đừng, chỉ vì 1-2 ca vàng. Thế 60 ca vàng tất cả rồi, và 24 triệu tất cả. Mẹ nhờ cái trong bếp rồi, anh chưa nhảy đâu, mày đừng nhảy. Đó. Nguyễn Hoàng Sơn là tên của Sino à? Tối nay Onin gì? Tối nay anh muộn rồi. Tối nay anh không Onin bỉ đâu. Onin bỉ? Kiếm. Onin bỉ? Bỉ chấp 2 đấy. Chấp 2 chịu, chấp 2 đánh thằng kia. Chấp 2 thì... Thằng kia ăn chặt. Hên xui, lại ăn chặt. Nhìn coi vậy. Cho xin hỏi về cái info event lần này coi, cho bác cuối ngày 19 với. Cuối ngày 19 phải đoán tận mấy đội mà. Để biết đội nào, tao có biết đường đâu, tao đoán rồi. Brazil đi anh em ơi. Sao chả biết cứ kiểu ông đá nó toàn. Brazil qua tháng thôi. Hòa. Ngu vậy, năm nay mấy thằng vô địch ngu vậy. Hát lớn. Với trận đầu mà bà ăn. Đá không vừa thằng bá đồng hồ. Nhất bảo Nga vẫn đéo phải Nga được. Mày chưa thấy nhất chưa được hả? Khó lắm. Nga đó. Bắt đầu đây rồi đấy. Có ai để ý là 3 giờ rồi mà chưa đến gặp. Vẫn chưa đi được gì không? Nhắn đi, về ngủ rồi. Đến bot 1 còn gì nữa. Vậy à? Vào rửa cái gặp bot 1 luôn. Có làm gì đâu. Dọn quái. Tao dọn chứ ai dọn. Ê, cái thằng mẹ tàng hình chọc đít quá ấy, nó làm đéo ấy. Sức vật. À, mà Di tàng hình vô chậm nó gì? Ủi mẹ ủi. Ông biết nó thấy không nè. Đây, mình chọn cỏ còn 50 triệu các bạn vô nha. Thấy lều. Một mình mày chọc 80 triệu chứ. Nó chọc có thấu phổi ấy mày. Chọc có là Di tàng hình hết đấy. Chọc 80, một mình nó chọc 80 triệu chắc là hết thẻ thôi. Thằng hậu gà. Thằng hậu gà, ai cho nó vô đây à? Ai cho nó lên vào đây à? Hậu gà đang đâu? Lâu sàn chứ mày. Lâu đấy ạc qua lóc tôi đi nè. Ủa đi mẹ ra, Zun mày lóc hả cậu? Ờ. À, tuần này tao đét đi rep bên đó đâu nha. Tao đi kéo dịch vụ mẹ rồi. Tao đi kéo 2 tuần liên tục mà. Chứ mày im, mẹ đi kéo một mình, thằng súc vật. Phải nó vào nhanh đi chung. Mày vào nhanh đi hậu. Mày chở nó là gì ạ? Xe điện hay là làm cái gì? Chưa vào bot 1 đã, đi tè cái đó từ từ. Vì sao mà ổng bot 3 rồi? Phải thì bot còn bot 3 mà, bot 3 ý là đang đánh mini bot 1, hiểu không? Bot 1 của bot 3. Không hiểu à? À. Đi thân chứ. Vào nhanh đi, mày vào nhanh đi hậu. Tao tưởng thằng nào thằng em ổng thằng nào hết ra là mày thì fuck the fuck. Tại hôm bữa tao đi về cà mau tao chơi á. Ôi vậy lộn. Má không được luôn mày lo chứ. Được cả. Ông mới đi, ông có xin ra bên này đi, tao cũng đâu có biết ông. Tao có biết ông không anh mày đâu. Không đánh được không? Yếu lắm.
kém lắm, 41 còn yếu lắm, yếu quá. Ông đấy thấy bảo là OB bên Taiwan đi full 4 boss rồi mà. Phải ông Hậu? Thấy gần như giống Kenji á ta. Thấy mùi Kenji ở đây. Y cứ bảo thế mà. Bên China. Đúng không Hậu? Hậu cho lời khuyên nghe nè. Ăn chưa vua lóc. Đúng như Buku mà ông bay nè. Ai đúng rồi, tiễn Buku về lít bye bye. Buku về mới quà ba thôi đấy. Quà sổ rồi. Thứ thôi chứ chưa biết. Bên team này bắt Mazuria chưa Hậu? Sơ sơ tờ. Tao bên team tao ba rồi. Quay đi không? Đấy. Thôi được rồi, nay toàn người quen mà Hậu chơi được, chắc không phải lo đâu. Tao tự này nào với thằng Hậu thì ok á. Team bên kia bắt ba chưa? Tao chắc lên kênh khu vực kìa. Trong bang mà. Trong bang mà, what the fuck. Vô bang chưa à, có vô bang chưa à, có vô bang chưa 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 Hỏi tao đậu mà vô tức sao sao. Giờ còn boss sao miêu. Cậu nói thôi rồi, vô tập trung đi cho nhanh nè. Ê mày có bộ đội bộ màu đỏ không? Không không. Màu đỏ. Không không không. Lần sau lại ra hai cái xích chó này tao chịu nha. Anh chui bạn. Xích chó là biết bây giờ. Ra xích chó chắc khóc. Xích đất cũng được, xích đất cũng được. Trời em. Chắc ra xích đất rồi đấy bạn. Thì biết rồi, tuần vừa rồi ra xích đất thì mình mừng. Thế bảo là tuần sau là đến mình. Coi đi. Coi đi. Thằng Su này. Kỹ thuật là gì đây? Thằng Su này đánh con. Nam vào trước, bật một em vào trước, con trái. Xuôi, con bên trái xuôi. Quay mày sao vậy? Ít có mẹ sao Duy chết rồi. Ốc chó Duy. Ông trong kia bắn ông cái mày vô con boss đánh thằng Sido lên đây để đi xem nào. Effect nào. Alpha Gold Sido ơi. Rồi bye mấy bạn. Bye. Đó, Grab con đè mèo được à. Có ai Grab đâu. Ờ thì cứ mà nhờ. Xong gáp lên. Đè mèo. Gáp lên. Nổ này. Gáp lên, con này gáp được mà, cứ gáp lên. Nó cắm mấy thiều mà. Grab cooldown ấy. Nó vừa Grab xong mà. Ờ vừa Grab xong thì đè mèo luôn. Con mini nó chạy này, con mini này nó chạy này. Nó chạy, nó phóng điện giờ, nó chuẩn bị gọi hai con. Đập luôn mini. Nó hai con một chỗ rồi. Stun kìa, stun. Grab. Thiêu tao nó nào nè. Mini chết rồi. Rồi. Chết rồi, chết mini rồi. Trong não ơi. Rồi. Tân. Đóng kìa. Chơi mày không? Chuẩn bị nóc sao nghe không? Phát sao nóc đau nha. iFrame mày. iFrame đi. Ui. Ui, anh lộn. Nóc đau đi. Đập. Tự nhiên nó nhá cái thành CC hết. Cố lên. Qua rồi. Ê. Qua rồi. Yeah, phát một pha rồi. Yeah. Phải là nó ta. Tí nữa tôi bảo này. Nó đang nói này. Nghe nó đấy. Tí nữa đến con phong thần lôi thần ấy thì tanh cũng lao vào một con ấy. Con kia cũng lao vào người tanh ấy. Một hai con là một. Phải cứ rằng cứ giữ để kéo hay giữ mà làm. Mẹ thằng Duy vừa vào đã chết. Đéo có tác dụng đéo gì cả.
nó là xin đất mà mẹ đã nói rồi, nếu qua là thường không thấy hả? Đúng, đừng, đừng có chạy. Mẹ, nó là xin đất. Bắn mặt Tino, bắn mặt Tino. Xin là Tino bắn mặt đi. Ôi, sợ quá. Hai con mẹ cửa đánh hai con đấy em lồn đi. Ờ đúng, đánh em đi. À, thế à? Để chạy thẳng này, chuẩn bị chạy thẳng này. Ừ, sẽ có một người cầm đầu, không phải là mình. Ai chạy trước đi? Sao? Ai chạy trước đi? Sao? Tao có bãi ghê là. Nhô, chạy đi Tino. Cần lại chết nhỉ? Bắn đầu nó đấy. Chạy. Quay đây. Chạy. Chị quay đây. Sau khi mình clear bot 3 lag phải lì luôn đấy, chạy qua đơ mẹ máy luôn đấy. Sau khi mình clear bot 3 lần sau thì nó sẽ cho mình một cái chìa khóa để không phải dọn cái này nữa. Đấy rồi, cái mê cung này nhìn đau mắt đấy. Cứu giống giống bot 3 nữa. Cái này mình làm, cái này mình làm mê cung này. Con que. Chúng ta là vào lót liền đấy à. Đi đâu? Đi đâu? Cứu. Chia ra tìm đường đến sang cửa bên kia là nó sẽ mở cửa mê cung. Em đau đầu quá. Đau đầu quá. Đau đầu quá. Hốc bột. Hốc bột. Đi con mẹ đi đường nào ấy? Hello. Con để show. Đi con mẹ. Từ từ. Đây là vãi đường đó. Xin đâu cứu. Ở đây vậy. Đi con mẹ đi đâu? Một lên, một lên, một đường một lên. Ê, có leo tường được không? Không, không, không. Vãi luôn. Đít mẹ, cái đéo gì đấy? Đi con mẹ, có cả bẫy, có cả bẫy luôn kìa, đít mẹ. Con khoe, mày đi đường nào ấy? Con đầu. Đủ mẹ đấy chứ. Đau đầu quá. Chứ mà tao là cái dùm lại đây, dùm lại đây, để dùm, dùm ra tao đau lắm. Để dùm ra xa mà. Quay đi coi, thôi tao đứng yên đây. Tao quay về chỗ cũ rồi, ai chạy đi. Để đau đầu quá. À, sao nào tìm mà được cắm rước thưởng vàng nhé. Đi thôi, tao đi ra ngoài đây, tao chịu rồi. Mẹ bẫy. Lát thôi. Lát rồi, lát rồi, đéo đéo đi nữa. Lát thôi. Nào, tao nghĩ là tao chuẩn bị tiền lấy ra rồi. Đem AK đi. Ra cửa. Không có, không có đèn kiếm. Múa. À, đi đường rồi Tino. Thằng con que nó sắp đến được nơi rồi kìa. Ui. Tao sắp đến được nơi rồi, chờ xíu con que. Con que sắp đến được nơi kìa. Ủa lên con que. Mình cũng sắp tới được nơi rồi này. Que tuổi gì? Hai thằng gặp nhau. Chết kìa. Nhìn sao sao chứ? Hello mày. Ui rồi. Mày à, vãi luôn. Vãi trong ngõ cụt rồi xin ơi. Trong ngõ cụt rồi xin ơi. Ủa, sao mày lên được ai vậy? Ê, mày kìa cu. Dơ dơ. Đây, đây nào, được đây nào. Phát. Làm nào để tắt hết mấy cái chồng trên map nhỉ? Lộn xu. Chết luôn. Đi về mày. Cũng tao, cũng tao vậy. Thấy được rồi, thấy được rồi, thấy được rồi. Rồi, có thằng rồi, có thằng ra rồi kìa, số 3 ra rồi. Thế? Chỉ có mày nhầm đường thôi. Anh lờ luôn. À, tao hôm nay, tao biến xu. Ở trên cái bản đồ. Ê, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ờ. Mình ngay sau bia. Tao qua của mình. Ra đây. Cửa chính giữa kìa, cửa chính giữa kìa. Ôi, sướng quá. Nó đi đường thẳng rồi, nó đi đường thẳng rồi, đi đường kia đâu đâu quá. Hèn quá, đầy như nào. Người chạy thì còn mấy chém nè. Một người chạy thôi, chứ nhiều người chạy chấm trên bản đồ nhiều, chả nhìn gì. Bùng mứa quá, vậy. Bắt cái gì ấy? Ui cái gì ấy? À. Bài này. Sao đây em? Tưởng sao à? Tưởng thế là sao à? À! Đi có mẹ 95.000 máu. Ừ. Ở nó ghi mẹ sắp mặt rồi. Rồi thằng già bố một đét chạy qua. Easy rồi. Kinh quá. Sao ấy? Đánh đi. Anh đâu thế? Rồi, tao thấy được bố rồi. Còn lâu thằng phong thằng giả Minka và Kika. Sợ quá. Đủ hai con lại một cục đánh luôn. Hello. Gì vậy? Khỉ hello. Cường hóa. Hello. À vậy, cơ khí cường hóa. Gì mà 131 có 123 này. Tên số. Luôn. Mấy bạn chậm chậm quá. Con boss mini nó đi có vẻ tận 3 triệu máu. Đi kinh vậy. Hello. Thì có mấy chục triệu thôi mà sợ vậy. Phong thần nuôi thần mộc giáp.
Kinka với Loika kìa. Đẹp ấy. Minka với Kinka kìa. Vào con Minka trước ấy. Minka chưa? Con đỏ. Ok. Con này là mẹ nguyên bộ giáp đây mà, nguyên bộ giáp siêu nhân đỏ. Con nào là con Linka? Đi con mày, mày có nhìn, mày có biết nhìn không Sino? Mày biết đọc không? Chứ Minka với Kinka kìa. MK còn Linka đâu? Linka. Một con là Minka, một con là Linka. Đéo. Con này có lòng mặt không? Mở này. Đéo đủ 5 anh em siêu nhân nhỉ? Đi con mẹ. Có lòng mặt á, hình như là có lòng mặt. Có mỗi siêu nhân vàng và siêu nhân đỏ này. Mèo có lòng mặt. Có. Đỏ này có thì đó là có rồi. Có. Chạy cái micro trong mưa á. Thằng Nai nó chạy nó bị ăn cỏ dập chết. Sau lúc đánh nó cũng mở CC ra đấy, thì dùng mấy CC lan đấy, tính cả hai con đấy. Cổng cơ mà không. Được cái, bắt đầu từ ngày mai mình đi lại là sẽ không phải đánh lại con 1. Yeah. Không phải đánh cả con 2 luôn đấy, nó mở đến chỗ con 2 luôn. Hai con này vẫn còn. Thấy mọi khi đang nhảy vào đến chỗ cuối luôn mà. Linka đâu? Linka. Mày biết. Không có Linka cho mày đâu. Không có ông này đâu. Hôm qua tụi bạn tụi bên trong đấy có mà. Không có ông này đâu. Tốt. Thứ tư lại có. Thứ tư lại có. Nhảy một phát chắc chắn này có rồi. Thứ tư lại có. Nhảy phát là đến chỗ cuối luôn không? Đấy. Cuối luôn. Chạy mày công sang bụng mứa ra. Nhìn vào rối mắt mà. Bụng gan cứ sâu sụp lên mày. Mình giải toán mê cung nhanh vãi luôn. Hả? Phải chạy hơn mình có 5 bước thôi mà. Thử coi vào đi. Giết mình cài hay là lên cài nữa. Đánh con đeo nước. Để tanh vào trước. Đánh con bay á. Tanh con bay trước. Mình cài trước nhá. Nó nhảy vào tanh à. Đấy. Rồi đánh cả hai con đi. Grab được ấy. Ôi bố. Lắc đi. Đào. Oh nice. Đó. Phải lồn đan Sino lên tới 400 rồi. Phải lan mà. Nó phải làm cái đéo đâu, chả thế. Ây à, cứu mẹ bé. Em chỉ có bán lao anh. Máu. Em đẹp tiêu á. Mạnh nhầm à. CC kìa. Chết một con. Máu. Linka chết rồi. Âu không? Linka nữa. Rồi. Rồi chết. Đâu, Linka chết rồi. Máu 30 giây một lần với Nam, bịt mẹ. Đi cứ phải đau ấy thì nếu bọn nó cắn anh. Từ từ nhá. Đổi phim. Đổi mạng nhá. Có phim. Đâu quá. Có phim. Có phim, xem nó giới thiệu. Nhật chia đi. Đi, nó đéo giới thiệu đây. Không ra đẹp trai ấy. Thằng này chim thi tử ấy. Em chào anh. Thằng này mắc mắc hả? Chào anh. Thế đéo là cụ lên đi rồi. Đổi like. Rồi cầm kiếm. Rồi. Cái kiếm của nó đẹp ấy. Mẹ mình phải lột cái kiếm của nó đem về xài. Tí nó SC mình mà. Mẹ nào nó thịt luộc. tí nó SC mình là mẹ. Vũ Thái mình biến mình thu phục con này, biến con này thành con pet hay con mèo nhỉ? Thịt mẹ ngon. Hello. tí nữa sẽ nói một câu là Your weapon is weak. Này, vũ khí các người. Đây có mèo lì này. Vũ khí các người. Có mèo lì nhìn thay vãi luôn. Lì nhìn thay vãi luôn. Tí nữa nó sẽ thương câu là mèo sự chết. Con đéo nữa. Con đéo nữa. Con cú mèo ấy là đi xe con gì đấy. Giống không? Tao có mèo rừng lì. Các người sẵn sàng mình xin mèo hoàng đéo. Không. Ra đấy còn. Ở đâu ra đấy. Ra đấy còn gì đâu. Mấy cả. Lùng với lùng. Thì mình cứu 500 thì mình đứng ở bàn tới mình tập tay 15 trong trận đó. Không. Tôi chưa có kinh nghiệm đi cái đây. Cái này là cái khúc này là nếu như tem yếu thì 90% thì nó sẽ là gamet. P4 là truyền điện đúng không?
Điền là 24 đứng ở đây nè. Kia kìa. Đâu? Truyền điện được phải 5 người. Còn boss truyền điện là 4 người bao gồm cả tanh. 4 người là có tăng 5 người đâu. 4 người đủ rồi. Đứng như nào, xe 4 thì đứng ở đâu à? Đứng một vòng máy, nhìn tăng đứng, nhìn cắt một vòng máy thì được. 11 mét là chấm, chắc là chấm thứ. Chấm này. Giữa nè, cái con cần trâu nó kìa, trâu giữa còn kìa. 80 mét. À, và lúc xe điện nhá, đừng bật iframe lên. Nếu không là sẽ có thằng ăn 2 stack và turn sau chắc chắn nó chết. Không không, cái đó là của con mini. Không phải liên quan này. Con mini ý. Bảo là... Con mini khác, gì nó sao? Hai bên đánh nhá. Đừng đứng tanh 6 giờ thì mọi người chia 9 giờ với cả 10 9 giờ với cả 3 giờ rồi để tanh QE quanh con bot. Không. À tôi bảo tôi nói cho, để nói cho, nói nghe nhá. Từ vào đó. Rồi. Từ vào đã. À, để hai con FM lát hit con mini không? Để hai FM lùa. Để gần 3k dừng lại là đi coi có màu FM ai mà làm to không? Ờ, à, nhưng mà hai FM kia cũng phải bật mic lên chứ. Ơ chết. Biết rồi, không biết mà. Có đó rồi. À, mà lùa cái cổng dây điện á là hai người đó là phải có kháng trên người. Tại vì mỗi lần lùa chạy bộ được mất có 7k máu một giây thôi. Có tấp ai mà nói gì? Nói không? Có tấm ai không sao đâu. Chịu được 7 các báo 1 giây chịu tốt. Hai hàng đang có bèo hết rồi, không sao đâu. Trước khi đánh ấy, thì những đứa ai mà chưa có bèo ấy chuyển hết đây điểm thủ đi. Máu tất cả vào tay 110k nha. 111 nè bạn. Những ai chưa có bèo ấy chuyển hết sang cho 110, mình nghe nè. Hãy đây mình 110, 294k được. Tốt nhất là có nhẫn rồng thì bỏ nhẫn rồng vô, bỏ một đồ ở trong được. Làm sao để có cái combo mà cộng máu với lại vừa máu á. Chưa, tao bỏ dây chuyền đất rồi đấy. Chia team chưa ở nhà đây? Rồi đây. Chưa, tao team 2 mà. 2 đúng không gì? Sao rồi team 1 kìa. Sao đang ở dưới Sino là team 1 này. Đam không đều đâu, 2BT này đam đánh mini không đều đâu. Em vốn hết với team 1 kia. Gì vậy? Bên kia cái M mà. Gì đó? Cái M là trong mà. Cái M là trong mà. Trong cái lò gì, đánh mini trong cái lò gì? Đánh mini nhưng mà đam phải đều. Rồi sao rồi, sao rồi đó. Thì bây giờ canh đi, bây giờ đánh đi là hai bên phải xuống hết 10% rồi đứng đó để cho cái thằng kia đánh thằng đầu lưu dây để đánh thôi. Rồi chiều đầu tiên nhá, đấy tanh là tăng đến 6 giờ đúng không? Đúng rồi, đúng. Tanh 6 giờ này, hai con mini sẽ xuất hiện ở random 1 trong 4 vị trí trên bản đồ này. 2 trên 1. 2 trên 4. Được chưa? Đấy, 2 trên 2 dưới, chắc chắn sẽ có 1 trên 1 dưới, đấy, kéo nhau. Vậy nên nhá, mình viết liền hoàng ấy. Vậy nên mình sẽ chia BT ra, 2 BT, một bên đứng bên phải, một bên đứng bên trái. Khi mini ra thì BT không, một trên một dưới, hai BT một trên một dưới, đừng một trái một phải. Không, tôi nói, để tôi nói, mày quá thì tôi chia nè. Tôi chia thêm mà boss, cho nên là cái lúc mà con boss gọi vào mấy cái thì mình có 30 giây di chuyển để mà lo. Là lúc đó thằng Tâm là thằng nào nhìn được á thì chỉ báo, để tôi báo cho là có là đỏ tay trắng dưới hay là đỏ dưới trắng tay, ok. Đâu tự nhiên thôi. Cái này nhá, mình chia ra đứng hai bên này, góc 6 giờ, 15 giờ và góc 8 giờ này đứng đây thì chỉ bị ăn mỗi tay ngắn thì bị ăn mỗi chữ thập thôi. Còn lúc đó quẹt kiếm đằng sau thì không mạnh ai dính, được chưa? Đúng rồi. Ôi, ok. Đoạn 95% nhá, đoạn 95%, đánh bot đến 95%. Em mà chủ động di chuyển ra hướng 3 giờ và 6 giờ, 3 giờ và 9 giờ. Ra hai hướng mà không có công ác. Hả? Ra hướng mà không có con mini. Lấy luôn là 3 giờ và 9 giờ đi, tại vì đứng ở giữa có thể nhìn được hai con mini mà. À, chạy ra trước khi đồng hồ nhá các bạn. Được chưa? 3 giờ 9 giờ. Boss đánh xong mini, boss đánh xong a gọi thả hai ba AOE về hai phía đấy.
lập tức di chuyển đánh sang con mini luôn, giật giật agro luôn, không thì nó lém vào đầu tanh ấy. Câu cá nữa này là ai tăng mini đi thì 90 độ với không chỉnh nội đâu, chỉnh nội được. Câu một cái nữa, là như tôi nói quay mẹ rồi nha. Bảo mini nó sẽ có hai con, để ý xem mini màu gì hay em hờ. Nói này là lua, về hướng chỗ spawn lại bên trái lại tay, là lua dưới bên trái, còn bên trái là dưới là lua bên trái hoặc ngược lại, chứ không có lua theo chỉ cái đường hồi nha. Lua về hướng còn lại, lua lên xuống thôi chứ không có đi chay. Lua cái gì ấy? Lua cầu á? Cầu. Nói cho hai người mà biết là lua như vậy thôi. Cầu chạy theo đường kim đồng hồ. Đường kim đồng hồ đi á. Là ở chay đi dưới đi chay thôi, kim hồ gì? Đúng rồi. Hai cái đường. Hai nhiều đồng hồ. Cứ ngày tôi đi cái đường, cái đường gần nhất để ăn ba bon. Đấy biết học ai mà ra kim hồ luôn. Tự nhiên cái bom rằng như vậy, phải đi kim đồng hồ đi xa. Ông nhìn đứng chỗ con Benny Boss, ông nhìn là biết thử. Đấy nhá, ví dụ dây nó như này chạy đâu? Lên trên hoặc lên dưới đúng không, thì dây nó như này, vậy thì đường bot ở đây thì ai mà há cho hiểu không? Ý là cái đường kia, đường gần nhất, đường gần nhất đường nào cũng được là đường gần, nhưng mà là đường theo siêu kim đồng hồ nhưng mà tận hiểu đang bảo đấy, làm như thế sẽ mất bon. Bôn họ bót hút bôn sẽ hồi 15%. Mục tiêu là mình phải phá hết bôn, mỗi bôn là sẽ trừ máu bót 1%. Nhưng mà ý là lỡ ý con ý Nhật nó là ra ở góc 11 giờ và góc 4 giờ đó, là lái ngựa ra lái kiểu đó là ngược chiều kim đồng hồ, chứ không phải cùng chiều kim đồng hồ đâu. Cứ lái theo chiều kim đồng hồ ấy, một chạy không. Theo kim đồng hồ mà. Vậy là lát là ví dụ hai mini ở góc này đi, là tôi dễ nè. Vậy là chạy theo cái hướng này luôn đúng không? Ừ, chạy theo chiều kim hồ. Đúng, theo chiều kim hồ đi đâu hết mà. Đó là chắc là tùy mỗi team, đúng rồi. Cái chạy vậy cũng được. Nó chỉ chạy lên hoặc xuống ấy thì sẽ xuất bồn. Nói lưu ý là thực hành đi rồi biết chịu chơi ngồi đặt. Vậy thì cũng vậy, tính hoài cũng đâu được gì đâu. Từ từ. Nói lâu đoạn mini đó. Mini hai con nhá, để ý vòng sáng dưới chân nó ấy, con trắng và con đỏ. Con trắng thì tanh đứng gần, con đỏ thì tanh phải đứng xa, đứng về phía các góc ấy để nó lém, tại vì con trắng ấy nó sẽ lém về phía tanh như cái con boss 1 của Aman ấy. Đây ba là 9 mét con vậy. Trắng là đứng xa nha. Di chuyển ấy thôi. Ấy, cứu tôi, cứu. Ê, cứu đó đi. Cứ vào đi, cứ vào thử đi, cứ vào thử đi. Đứng ở góc 3 giờ, góc 9 giờ đi, không đứng góc 6 cả giờ, góc 9 giờ con cái. Mẹ cứ đứng trước mặt boss làm gì? Đứng trước mặt boss là chết thì đừng có đổ tại nha. Đứng xéo chứ. Ông nào đăng, ông xui đăng đúng không? Boss. Không ra. Ông là đứng sau lưng boss. Không được đứng sau lưng boss. Hai đứng xéo chứ. Hai em để 10 điểm lộ đi, tí đánh con mini. Thái mà để cái điểm mà hậu báo trong chỗ luôn. Cái mon để nổ hồi phục với lại cái gì đó thì... Để nổ ấy, mà để nổ ấy, tiếp còn ta đánh mini. Rồi, thử qua đi. Thôi. Hả? Gà gà. Cái gì đây? Mon đi, cứ vô đi, không chết con. Cứ vô đi, không chết con thỏ đâu. Nè, chữ thập nè, chữ thập á. Sao mẹ là... Ây da chọc. Quá... Chém sao, chém sao nào. Đôi. Quẹt ở sau. Lại. EV này. Chết rồi bạn. Chết rồi, quên, đang lại khúc đó có thể... 50 giây rồi đó, 50 giây là phải EV đó. Thôi, hơi càng ngang. Cái khúc... Tao thấy rồi. Cái khúc là bật giáp xong rồi tầm... Một lúc sau nổ AOE. EV. Nó bật sao lên sau 3 giây nó sẽ cho 3 phát AOE nữa nhá. Lúc nó bật sao lên nó sẽ nổ 1 AOE tầm 7-3 máu. Giờ vô không nói nổ lần đầu là tốn máu thôi, Phong đâu có hiểu. Nổ lần đầu tốn máu thôi. Tốn máu rồi. Dạ thống nhất là vô không nói nha. Để cho mình tăng, để cho mình nam đọc cái... Thôi thôi, để mình nó còn luôn cái đoạn kia luôn.
Tại vì lúc mà nó chuẩn bị sâu đen á là nó dừng lại, nó gồng kia là năng tôi biết. Ờ. Nó cầm kiếm lên thẳng tưng, nó gồng mắt là tôi biết. Cộng thêm nữa là boss chữ thập thì mới dùng 1 F nhá. Rồi. Vừa lấy AOE vừa lúc đấy. Vừa lúc đấy icon mẹ chữ thập ấy, sợ vậy. Mày nhìn biết nữa con nhìn biết. Thập như là nó hai lần đúng không? Không, chữ thập ấy thấy gọi một ô vuông ra ấy thì nhanh tay 1 F luôn. Chữ thập là nó thêm một chữ thập nhá, như này này, chữ thập nó thêm một ô vuông ở dưới đất. Thêm một chữ thập bé và chữ thập to phải dùng iframe, còn hai chữ thập bé có thể chịu đam được không sao. Tại vì nó không hiệu ứng. Không ai icon đó là khi nó chuẩn bị mà giơ tay cắm cái kiếm xuống á là nó sẽ dùng chữ thập, hiểu không? Thì icon thì vụ đó đi. Chữ thập bé đam to nhất chứ không phải là đam nhỏ đâu. Cái bé đâm to nhất, cái sau đâm nhỏ lắm. Hả? Hít thứ hai á, chữ ô vuông xong, tới hít thứ hai là cái hít đâm to nhất. Diễn xám á, diễn xám có long mạch mà. Chết vậy. Có long mạch mà bé ơi. Có được hết. Chị bộ à. Nè ní. Chạy bộ đi cho nó quen, chạy qua mấy cung luôn mà, có gì đâu. Lại đi. À, xin và xăm để ý lúc đấy nhá, chỉ giữ 44 và 22 vào lúc đấy thôi. Ok. Không ai nhắc suốt đây đâu. Nói chung là bắn chỉ có một người nói thôi, đừng nói nhiều quá. Đừng nói sao mà. Được coi. Hết này. Thả sao này. Hai chém này. Đâm này. Xoay này. Xoay ba vòng. Mấy cái. Hai bà ra ngoài luôn, hai bà ra ngoài luôn. Trời ơi đủ mà dịch. Yeah, Invi này. Rồi ok. Rồi Invi được team 1, team 2 phone. Reset đi. Hai chém không. Tại vì nó quăng búa nè. Quăng búa là do hai mở ấy. Nó quăng cái gì vào ấy xong rồi AOE lan ra chết mẹ. Đó cái là nghĩa là chịu thôi, hai mở phải ra trước. À Mino với lại bé. Mino Kim. Im nói ý rồi. Mino với bé là lúc mà 96% là chạy ngoài luôn nha. Ba giết giờ rồi sẽ nhìn về hai góc. Mino với bé là báo luôn Mino nha. Hai người nhắc lại báo không được Mino và bé. Đâu vậy? Bỏ nãy xe điện là xe mấy giờ vậy? Phải một lúc sau ấy, mày nhìn thấy quả cầu nào nó có vòng tròn sáng ấy thì mày xe. Mày là nó là có chỗ xe điện là chỉ có hai góc thôi, hoặc là 6 giờ hay là 4 giờ. Thằng Tăng sẽ là người quyết định xe góc nào, ok? Đúng rồi. Okay. Làm gì quyết định? Có hai góc, một là 4 giờ, hai là 6 giờ, nhìn 4 giờ sáng lên thì tập trung 4 giờ, nhìn 6 giờ sáng lên thì tập luôn, tại vì lúc đó là sẽ người không làm gì. Đúng rồi. Em là người quyết định mà. Cứ để thằng nào đọc đi. Còn thêm nhá, tôi bảo này. Tanh sẽ đứng vào cái lỗ ốc vít gần boss nhất nha. Đúng rồi. Người thứ hai thì đứng vào cái ốc vít xa ở giữa này. Không, người thứ hai chầm. Người thứ hai thì đứng ở cái vòng tròn ở giữa hai cái ốc vít đấy, hai ốc vít nhỏ ấy. Ok. Người thứ ba thì rồi. Đứng ở cái ốc vít ba này. Người thứ tư thì thấy vòng sáng ở đâu, bước vào vòng sáng đấy là được. Không phải nha. Người thứ tư đứng ở vòng cầu, còn cái quả cầu hay là vòng sáng. Đứng ở trong vòng sáng. Có 4 giờ và 6 giờ đúng không? Đúng. 4 giờ hoặc 6 giờ nó boss sẽ sáng lên một trong hai đấy. Nói tiếp này, Tanh vừa lấy là boss trắng ấy, nó sẽ đem búa ấy. Thì Tanh phải chọn cái góc, đứng trên góc này. Đúng không? Đứng trên góc này. Từ chia đã, vừa lấy mini chạy loạn hết đây. Đã bảo chưa là... Hồi nãy là chưa có Tăng hiểu không? Để mini nó mới quăng búa lên tinh đây. 2M chưa vào. Bảo chia ra. Team 1 đánh mini bên trái hay bên phải. Để con biết đường đúng không?
Đúng rồi, một đứng mỗi mỗi team mỗi bây giờ nói luôn. Mỗi team đứng một bên thôi. Thì bây giờ team 1 đứng bên trái, bên 2 đứng bên phải. Team ra BD thì di chuyển luôn. Chẳng lẽ bây giờ BD chạy vòng qua bot à? Cái gì nữa? Đi thời gian dài lắm. Chỉ có thằng Tăng là phải thứ hai em ngồi là đi liền thôi. Quá. Ra phải tập trung đánh Mili xong luôn. Mili có 1 phút thôi. 4 thằng đánh. Không phải bắt chạy nữa. Vì sao vậy? Bây giờ cứ chia ra team 1 đứng bên trái, team 2 đứng bên phải đi. Cứ phải bại bạn gì cho mày chúng ta. Nghe đầu chứ mà có nghe thì hết. Vậy mà gánh gì là biết thôi, vô đi. Anh sợ gì vậy? Anh đỏ rồi, vô nó thành trắng. Coi mày, coi coi. Mà sao rồi? Một chọc này, chém sau lưng này, xoay này, bé với lại chạy ra đi, vào mấy cả, tao quay quay, đây là tôi nhầm, 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 tôi Mili trắng, Mili rất dài. Tỏ tay nghe dài, tay nghe thằng thắng. Trời ơi. Xe 4 giờ này, xe 4 giờ. Hả? Đổ đi ạ, không chuyển đi ạ. Có ai sai hết hả? Làm gì vai xe? Không ai sẽ đi ạ. Có đúng mỗi thằng Duy cả tao. Thằng Duy đứng bên kia à, tao đứng bên này. Hết. Sao con chỉ có một. Sao mọi người đánh hết con Mini ở phía trên ấy? Thiếu Ano. Thiếu Su. Tao ấy. Ano thiếu Ano và thiếu Su. Tiếp theo này, tiếp theo con chia xong rồi bây giờ. Tiếp theo còn nữa này. Nai nhìn nhầm Mini rồi em. Nai là Mini trắng em ơi. Mini trắng ở dưới phát đấy. Mini trắng thấy mỗi có mỗi ông Su Devin đứng. Chả có ai đứng. Tiger đi mẹ. Tớ đéo lo ai nữa. Bảo chia hai PT ra luôn đi cho rõ. Bây giờ cứ đánh này no hop mà. Hello. Đó. Bây giờ không chia hai PT ra đứng. Bây giờ cứ đấy nhìn đi. Đấy PT 1 thì đứng bên phải. 2-3 thằng bên trái. Vì lại một vài thằng team 2. Như kiểu bot 1 mình nói mách cho xong rồi cuối cùng không đồng ý rồi về sau làm y hệt rồi nói. Vậy Answer Fighter qua kia kìa. PT1 no 2 con, 1 trong 2 mini bên trái, PT2 no mini bên phải. Đúng rồi, thế cứ đến thế ấy thì tập trung vào đánh thôi. Hai ông FM, hai ông FM đánh con tầm 1 triệu máu thì báo lên để thứ hai nha ông chỉ dừng thôi. Còn MBT nào ấy, MB thẳng hạn bên chạy ra hướng 9 giờ, MB2 chạy ra hướng 3 giờ. Thôi cho tôi hỏi lại cái, chứ nếu phải là Mini xong rồi nó mới đi xe điện à? Đâu, xe nó bị xe điện là thằng không đánh Mini. Má, thiệt tình luôn. Ta coi cái mấy ông Linh đưa ra tượng là mẹ đánh xong rồi mới đi xe điện. Mini xong rồi đi xe điện nhá. Đâu, tôi, tất cả bọn tôi đều đọc từ cái mách đấy. Bốn thằng xe điện là phải đứng yên đấy. Bốn thằng xe điện là phải đứng đam bot cùng luôn. Rồi, ok, vậy nãy là tao sai. Thế tao tưởng đánh Mini xong rồi tao mới đi xe điện. Ờ, xe điện, nhìn mới lên, làm mấy thằng xe điện. Ờ, ok. Tại coi cái match nó hướng dưỡng theo là từ đâu tăng, từ tăng này, xong tới Mini rồi mới tới xe điện. Tao tưởng nó theo từng bước chứ. Đi qua bên này bạn ơi. Ai ở BT2 sang hết bên này nào? Gì á? Đi lấy gì á? Lộn gì? Đi mẹ mày. Đi ở đâu chả được. Đi nó đi xe điện thôi. Nó đi xe điện mà tao. Thôi. Cứ qua đúng bên đi cho nó. Này thả sao này. Hai chém này. Đâm sau lưng này. Đâm này, chém sau lưng này.
Xoay này. Rồi, ông Mách này. Con trắng này. Hai. Về đây hai con trắng này. Ao e này. Ngon. Hai chém xe này, bốn giờ này. Con này con trắng còn 5 triệu, trắng 5 triệu, 4 triệu. Ôi, chia điện xài này. Thiếu một người bên kia không có ai. Này ơi, này em đừng quan tâm màu con bốt nữa, màu con mini đó. Bốn người xe điện đứng này chuẩn rồi đúng không? Không, phải một người bên kia. Không. Người bên kia là ai? Này, em đừng quan tâm một con bốt nữa, em chỉ quan tâm là hướng bên phải của em thôi. Nói bên này này, mình nói ngay này là để hai em bảo anh trước. Chứ không phải là vô dòng đam luôn đâu. Cái khúc xe điện là phải có một người bên kia nữa đúng không? Bên kia là bên nào? Chứ bây giờ... Tất cả ba thằng đứng sau lưng mày mà. Đứng sau lưng mày. Nhưng mà phát thì vẫn trượt mà. Cái thằng thứ tư là đứng ngay cái vòng tròn như vậy là đứng trong cái ô nhỏ ô vít là điện rồi. Thằng thứ tư là đứng trong cái vòng tròn bự ấy. Trong cái vòng tròn của cái quả bôn hay trong cái vòng tròn cái gì mà ừ ấy. À rồi. Mỗi người cách nhau 3 mét thôi. Thứ tư là 11 mét đúng không nhỉ? Cùng quanh mày ông đỏ con trắng là con gần xa rồi. Con đỏ là gần, con trắng là xa. Em mờ nhỏ nha, chỉ có hai em mờ nhỏ thôi, còn lại là vào trong núi sau lưng ngược hướng vào đây còn. Anh đứng đấy hết rồi. Anh nữa. Anh đừng nữa đi không? Nhớ báo máu nha, hai bên nhớ báo máu nhau, không đến lúc lại một con chết trước con chết sau. Nói chung thì có hai em mờ nói đâu, hai em mờ có tăng nói không? Cái này cái gì coi ai cho? Hai bên như thế này, 5 hit thì tự né nhá. Đúng rồi, 5 hit là block được. Hai đầu đâm nhỏ, bởi sao đâm tốt nhất là đến 5 hit thì tự in frame SS ra sau. Em đi như khi nãy chuẩn rồi đúng không? Chuẩn rồi, nhưng mà ở đây có vấn đề này. Khi in V đợi hết in V rồi hạng đánh. Chứ đừng có vừa có in V xong đánh luôn là mất in V là chắc chắn ăn lồn. Không, vừa đánh rồi in V không sao cả. Cái đó không sao cả, vẫn ai phải. Gì là khan đâu. Lại đi, điểm danh đi. Lại nha. Thả sao rồi? Hai chém. Chọc rồi. Chém sau lưng rồi. Chuẩn bị 5 hit tự đé này. 5 hit. Game everywhere. Mấy cái? Luôn. Mini đây già, mini đây già. Để cho em xanh trước. Để anh trước đi. In vi. Tành che, tành che rồi. Có em vi rồi mà. In vi đéo đâu. Em vi được mà. Em vi rồi. Em vi rồi anh đi. Không, riêng. Bắn cái xe điện đi. Tôi bảo là Agoli là đứng thứ tư đúng không? Đứng gần quả cầu nhất đúng không? Đúng rồi. Đứng vào trong vòng sáng quả cầu được. Chân chạm cầu được. Vừa thử rồi. Xe đi, bắn cái xe điện đi. 11 mét theo mấy. Tôi bảo là đúng 11 mét đúng không? Chân chạm vòng sáng được. Theo mấy nha, tôi đứng đúng 11 mét. Đéo tin ai hết, đúng theo mấy. Còn mấy ông kia thì một hai người đứng vào vít tay hôm nay cố gắng cho nó xuống dưới 80% nha các bạn. Đến 35 luôn, từ 100 đến 35 nó như vậy thôi mà. Biết rồi nhưng mà nó còn phải quen dần nữa. Thế là hôm nay cứ cố gắng là dừa xuống dưới 80. Nam cái càng đọc cái thẳng với lại được thả vào ai thôi càng tốt để xoay thôi. Nam cái đọc cái xoay với ai thôi được đi với ai và xả sao thôi. Xoay là tự né iframe, còn ai thì bút thì hai trăm tiền bút, còn lại cái bài đó lại đi thử coi đi.
Với lại dính CC thì tắt luôn nha. À từ từ nói nốt. Quên, tôi quên nói là cái con mini đỏ ấy nó sẽ mở thành CC đó nha. Đừng để nó nha. Lưu ý vậy thôi. Alo Kim ơi. Tám. Cái khúc thả xạ, cái khúc dẫm chữ thập bị lag lắm, mày búp đi. Mày để một tổ đội đúng không? Không, ừ, tao để với một mình tao. Không, tanh phải búp mà. Tanh phải búp, tại vì tanh với hàng ở bài búp. Tao để là có thể lùa nữa. Tanh cứ tắt can chuẩn ép đi. Tắt tao không có bài lóc, mà tao phải để cái tắt ép. À. Mẹ phát hiểm đúng lúc chết, cài. Lúc cái nó dẫm chữ thập xuống lag. Cái chết bố cái. Lag à? Ôi, xin cảm ơn. Nó bị anh chuyển sang ý thủ cũng được. Nó bị đứng hình luôn ạ. Không, nhưng mà không. Phát ý là bị đáng. Đứng hình mất 1 giây luôn ạ. Ăn luôn nguyên cả 3 cái. Cái này là lỗi game. Cái này là lỗi game. Lỗi 32 bit. Cái này là lỗi 32 bit. Nếu như nó không lag thì vẫn búp kịp. Chỉ kịp giơ cái 1 lên rồi. Cái này là lỗi 32 bit á. Lag quá cả cứt. Có bot 1, bot 2 thì đéo thấy gì, nhưng mà bot 3 đâu ra, bot 2 vào xoay pizza xem nó lag không. Sorry nhé, bot 2 mình đéo đi. Bot 2 nó lag, pizza lag cực kỳ luôn. Lag cực kỳ luôn. Nó cái chữ thập nó cũng thế luôn á. Nó lag quá cái lúc nó dẫm xuống. Chỉ kịp đọc cái đoạn nó ra cái để invi đầu lần đầu tiên ấy, đơ mẹ máy luôn. Thỉnh thoảng nó bây giờ. Nếu bây giờ mới bình thường thì không sao, nhưng mà đang có hình đấy. Ờ đây là lỗi đây là lỗi 32 bit. Này đi. Đi lần đầu bao giờ nó lag, đi bắt đầu đi lần thứ 2 thứ 3 là hết. Tú còn được game à? Rồi, điểm danh nghe đây. Đi chung tú rồi. Hồi máu. Đồ vô cái gì mà coi vậy? Ok. Xoay này. Mấy cái? Anh chơi gì mày? Này, đi thôi. Tao bảo nhím ra xám là thấy con tay dài ấy, chạy về một trong hai góc này này. Bốn giờ này. Đi. Thôi được rồi. Xe được rồi này. Thất này. Thả sao này. Xe rồi. Ôi rồi. Không ý xe được rồi. Xe ngon. Gần xuống 80 rồi, cố lên. Qua đàn mini là xuống 80. Khi là xuống 80 nha. Quay cầu là nó tự xuống 70. Quay cầu xong máu nó tự xuống 70. Hâm à. Quay cầu xong nó mới xuống là 80 đấy. Phải đâu. Đâu nãy xuống 90 ta. Đam của mình nữa mà. Đam mình chưa đến mức là vượt mách như vậy đâu. 80 là bắt đầu phase 2. 95, 80, 65, 50. Nhớ có 4 lần nó gọi mini.
Sau đấy là về 35. 35 là make 6 giây. Đánh 6 giây xoay theo chiều kim đồng hồ. Thở qua đi, thở qua đi. 10%, 10% là brain dead. Thả sao rồi? Này, chém sau lưng rồi. Kiểu gì đấy? Xoay này. Mất rồi. Bóng tình ngán. Bia tới đam nha, bia tới đam nha bia. Bóng tình ngán. Đang lút đi. Nhật. Đứng gần. 6 giờ. Chú đứng gần như này. Rồi ok. Gần gì? Vậy? Sai là đáp vậy? Ôi, được rồi. Chữ thập. À, thả sao hả? Thả sao? Có một triệu này. Chết rồi. Ê, tao lùa cho. Rồi, chém băng sau này, cẩn thận này. Quay này. Xoay này. Bảo mẫu đi. Bé đánh nè. Chuẩn bị đánh nè. Mini bên đây xong rồi nha, mini đi bên đây. Chết rồi. Ao à. Thám đi ạ. Rồi, được rồi. Chết rồi, chữ thập tự né nha. Chạy đi. Thì chạy đi. Một chọc này, chém sau lưng này. Đừng đi gần. Đi theo diều mép. Xoay này. Cái vòng tròn gì á. Xoay đi. Đi theo diều mép, đừng chạy gần vậy. Đây này, Mino này, có vòng tròn luôn hả? Mềm băng. Bô rồi, lộ. Thôi được rồi, đánh từ từ. Bài đàn nó sẽ quen nhưng mà từ từ. Không chỉ là không bốn á, đứng trên cái vòng tròn. Vòng tròn bự á, thì đi đánh cái viền á, lấy cái viền á luôn. Rồi. Tại đi thấy đi không bị gì hết cho nên không, nếu không chạy thế nhá, thằng kia mà chạy theo đường viền ấy, thành ra cái tia laser nó lệch ra cái là chết cả tay luôn. Vì có đang cưa này, vì có bắn răng này. Nhật ơi. Đó. Đang red mới hả? Đủ mẹ dấu. Đi cái mẹ tao luôn. Khác khác vậy lồn, đi cái mẹ tao tưởng thằng bắt lồn nào. Đây, hello, con đỏ. Con đỏ mở CC ra cái thì choáng vào đầu nó X4 luôn nhá. Lia bot 3. Tao nghe thứ chất đấy. Để tao bot cuối rồi hả? Bot 3. Để chúc cho bắn búp với bạn. Đó, như đấy. Nè, ngon. Nhật lát bắn không? 6 giờ rưỡi. 6 rưỡi mới xong rồi hả? Mày lâu rồi mày. Nhưng thôi để chơi. Giải ra đi bà ơi. Tại đi. Kino đâu? Thôi coi đi. Xem. Nó ở đây là đứng ngược hướng với Tân. Ba thằng đứng ngược chỗ đó, ngược hướng với Tân. Bắt đầu phát. Rồi đánh đi. Hay nha. Không kiệt đâu rồi. Sao? Thả sao rồi? À, hello anh. Chân cẳng sao anh? Không gì đây đó. Chém sau này. Chém sau rồi. Ao ơi. Đấy, có đánh. Xoay này. Tự lẽ. Đang đổi dưới. Xu ở đâu? Xu ở đâu? Chết rồi. Không sao. Xu đứng thứ mấy? Và thứ hai. Xe hai. Chết rồi. 6 giờ này. Anh đốp đứng dưới xuống, đứng vào cái phi đi. Thôi, ok rồi đó. Đi á. Đấy, chạy ra đây rồi. Thả sao rồi. Thả sao? Ôi. 4 triệu. Chọc này, chém sau lưng này, cẩn thận này. 2 triệu. Bên kia bao nhiêu? 2 triệu.
Đây 2 triệu. 1 triệu. 500 người Nam bên người Nam mình Nam đi. Để xoay này, xoay này, xoay này, xoay. Mình lấy được gì vậy? Đấy kia không máu, máu à? Anh em ta. Hồi lát rồi. Báo máu mini á. Lát rồi, bot nội. Đã bảo đi đánh báo máu 5 triệu ấy đi, báo từng top 1 đi. Để có đi rồi chứ. Để lại hết mình chưa? Để bet top chưa? Cứ đi bet còn 500k thì bảo là đỏ sao thích từ 3 triệu nó báo luôn rồi, để có đi còn biết. Chứ không khoảng 300 mình báo đỏ, mình báo đỏ xong hay là trắng xong đi. Đánh tới sao? Cái đoạn đi là đánh tới 500k thì báo đỏ xong trắng xong. Ừ thế đó. Ý là báo xong rồi như thế nào, là đánh luôn hay là báo xong là phải đợi thằng kia xong rồi đánh? Ừ đợi thằng kia xong rồi đánh. Vậy là ví dụ nha, ví dụ là báo là cái là tới bên cả hai đánh luôn đúng không? Cả luôn đi. Không nhất trước để nó nhầm. Còn cả nhím xám ngủ không đủ vào đây mà. Rồi rồi. Không gì để tôi ê tao lên cho tao cho tao cho đổi là đổi bia phải đổi người khác, đổi bia với lại Aroki nha. Aroki đang ngồi nha. Dạ đây cái nét tăng hả? Lắm à, tăng hít về đây. Aroki đi đâu? Không cần tài có báo, không cần. Nghĩa là bây giờ nghĩa là như nào? Bia xe 4 anh về vòng ngoài đấy kiếm không? Ta đừng cho này đúng không? Ta đừng cho Nam ra đừng đúng không? Thế không cần đâu. Rồi cứ để xăm và xin nó nhìn bot liên tục để tăng cho. Là sao? Để tôi tăng. Để tôi tăng cho thay cho nhìn xám cho. Ờ. Ok. Ông nói là tăng cho team 2 đi, nói rõ. Đấy. Ừ, tăng cho team 2 cho. Rồi. Cứ để xăm đi, bây giờ báo cái nó phải nhìn được ke chứ có phải nó lổ luôn AOE đâu. Tôi để 10 điểm lộ chứ. Ừ, tại vì ông cướp mỏ mày, con mày mở bán mỏ nhiều mỏ mà. Chuyển dấu quỹ tên cho qua cho ông Abiro đi. Ôi, sao đây 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 rồi? Đây đây, đi. Vậy tôi, ở trong này tôi luôn bước, tôi chạy đi nha. Cổ ra. Nó từ từ nè, từ này xa đó. Cái đầu nhá, EV à? Rồi nè. Mình đi tiền ngang. Nay đứng chung không cần đánh đâu nay ơi. Xe này. 4 giờ này. Okay. Choáng vào okay. X2 nữa. Có bom. Quên. Sao thì cũng tài tác luôn nha. Sai rồi, xin lỗi. Lại đi. Xe. Lại đi, quên con trắng là phải đứng. Sorry, quên mất con trắng là phải đứng chung. Ơ mà nay bên đây có nay Mili nè, lỡ gặp con trắng thì làm sao bây giờ? Đưa nay vô đi đi. Là dưới con trắng nó có cái dòng nó rút máu mà đúng không? Là có đâu? Không có. Đừng gần, đúng. Có. Đúng mà tanh đừng gần. Đúng. Không, tanh đứng xa mà. Không có, con trắng nhờ có cái vòng dưới chân rút máu đấy. Đúng rồi. Vậy khúc đó thì Nai vô DPS con boss luôn đi. Bởi cần đánh. Mino với Siro với ông Sâm đánh. Siro đàm á. Chứ Nai mà lao vô đánh thì Nai chết rồi sao? Ok, tao quen con boss rồi đó nghe. Ai quen rồi bạn? Chết đi, chưa lại đi, chưa lại đi. Tôi nói em cưới lại phải chết thì sửa, đừng có đổ. Không ý là Eco, ý là cái con Mili á. Đúng rồi, chưa lại đi, chưa lại đi, đặt đi. Tay ngắn,
đánh ông này kia đó. Chia lại đi, chia lại đi. Đúng rồi, tôi hiểu ý. Chia lại đi là tay dài sẽ đánh con tay dài, còn tay ngắn đánh con tay ngắn. Rồi, giờ chia phép đi đái cái. Giờ tôi chia theo tay đánh đổi sạch, đổi trắng nha, ok. Ờ, chưa đánh đổi trắng, đổi trắng. Rồi. Có 4 người đánh một điều Abiru bố vé này. Rồi, rồi, chút, chút, chút. 2 FM này. Rồi, ra suy nghĩ. Không thì khác team mà đi đánh con kia cũng được. Chứ giờ mà ship team hợp lý thì nó khó lắm. Kiểu team vậy cũng là ổn nhất rồi. Tại hồi nãy thấy Nai đánh mà nó cứ rút máu Nai tội nghiệp quá. Hồi nay cứ nhìn thấy con đỏ ở đâu thì chạy ra nhé Nai ơi. Giờ giờ mình giờ nói vậy mình là đỏ, đỏ qua trắng là con nào đánh xa gần không? Đỏ là con đỏ. Đánh gần. Con đỏ là gần, con trắng là xa. Hay là giờ nói là trắng phải đỏ trái gì đi vậy cũng được. Đâu 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 đều nói được, nói được cái đó nói được đúng không? Điền đỏ gần xa đỏ tăng gần đúng không? Vậy đi đỏ là tăng gần còn trắng là con đỏ có một cái để ý là nó hút lại đúng không? Có nhưng mà nó mở CC, nó mở mở CC sau đó nó sẽ rộng vắt AOE dưới chân rất đau. Nói chung là cố gắng CC nó điểm hết. Mà mình đúng lại, vì đúng là người tắt luôn. Trắng là chuyện điện cho nên trắng là phải đứng chung. Đứng chung quánh không bóp á. Cái đồ đồ đi. Hơi khó nha. Trắng xa là để Mino tăng nha. Mino tăng trắng nè. Mino tăng trắng. Ai xóa hộ cái dấu từ đầu ấy? Tao phải xây. Hay là eco tăng. Ờ không được, không được, quên. Tại mình đâu có biết là bên trắng, bên trắng bên đỏ là bên nào đâu. Mình đâu biết được. Thôi thì cứ như cũ đã rồi, lát có vấn đề gì. Chỉ có 2 người tay ngắn là Nhật và ai là 3 người là Nhật, Bia và Nai thôi mà. Thì cứ thấy Nhật Bia Nai một mình lo ba người đang to mà. Bia và Nhật đang to thì tự mình ba người tự lo con đỏ đi. Nhanh. Ok. À, vậy cũng được. Ok. Đang gì? Đang gì? Tôi đang chia lại giờ. Vậy thì để Bia nó lát hết nhá. Mày á, có bạn ở trong. Có là Bia, anh em tôi tới mày. Anh lát hết rồi, tao vẫn lái được cầu mà. Được chưa? Còn bên này sẽ để Phạm Minh Châu lát hết. Phạm Minh Châu để lộ. Rồi thế mình thôi. Đến nổ rồi. Thế thôi. Đã nhá. Cho bị nổ nhớ báo lên đấy. Có 3 người mà. Ở chú chia chia hả? Chia thì nhớ được rồi. Chia thì nhớ người. Vậy được rồi, team vậy. 3 người thôi mà, 3 người trong đó toàn này người. Là này là buộc phải khác team đi đánh mini thôi. Không không sao hết. Không sao. Đúng rồi. Thôi vào luôn đi cung, lát phát sinh thêm vấn đề thì mình đánh, mình nói tiếp. Chứ giờ không đánh thì... Rồi giờ ai tay dài là như nãy là đánh trắng nha, còn lại là trắng. Tay dài thì vua trắng. Tôi báo giờ. Ôi, bút nhầm. Sao? Xoay này. Để tôi lua cho, tôi lua AOE cho. Lua AOE 3 giờ, 9 giờ này. Đỏ trang trắng dưới. Đỏ trang trắng dưới. Mấy cái. Xin nó đứng chung với mình. TV. Cái luôn, phải cái luôn. Thôi nhắc mày ơi. Phe này, 4 giờ này. 4 giờ này. Nó truyền điện kìa, nó truyền điện kìa, đứng chung. Từ, đỏ xong, đỏ xong. Đỏ xong chưa? Đỏ xong, đỏ xong, đỏ xong, đỏ mình, đỏ mình nó biến. À sao rồi? Đỏ mình mà. Đỏ hoài. 7500 kìa, trắng xong chưa? Đỏ xong, đỏ xong. Nó chém sau lưng rồi, chém sau lưng rồi. Tao đến đi. Trắng chưa xong nha, trắng chưa xong. Giết rồi. Đừng, 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 đừng
5 người đánh lội đúng không ạ? Có 3 người đánh rồi. Chữ thập à, sao nhờ? Kỳ vậy? Invi rồi lên đây lên. Thả sao rồi? Tăng chết rồi. Lên boss rồi, lên boss rồi. Ủa tại sao mà 5 người luôn hả? Sau lưng rồi. Lại tại chơi. Lại đi. Không tại không nhớ là mấy cây búa nó rồi sau đó nó truyền điện hình như là 5 cây búa giờ nhớ rồi. Tại hồi nãy nó không nhớ. Không vừa lấy là tôi phải đi lua cái báo UE sang 9 giờ ấy thì chạy qua đấy lâu. Hồi nãy cái cầu á nó lạ cái búa này nha. Trong người chết rồi. Tại ý là giết bon chết rồi nên nó bị vậy. Không nhưng mà hồi nãy có nó là bé Chino Bảo với lại Mino đánh trắng. Cả Yuna nữa, cả hậu nữa đánh trắng luôn, năm hạng trắng. Đó, tất cả tay dài mà không nhận nhiệm vụ mà xe điện ấy thì ra đánh trắng. Rồi. Lại đi. Đó là... đó rồi. Nhớ nha Sino, nhớ nha, nãy em đánh vậy. Sino nãy đánh trắng, Sino lúc nào đánh trắng hết á. Sino đánh trắng hả? Lại đi. Đúng rồi. Lại nha. Không biết nói là để nói thôi. Bùng quá, để nói một hai người thôi. Là sao rồi? Đấm mày, chạy sau lưng rồi. Đây à? Mấy cái tỏ đây chứ tôi sao ê rồi đánh trắng 6 giờ không coi chừng lát nó xe điện không đó 6 giờ nè nó chuẩn bị xe điện rồi nha xe điện đó xe điện kìa luôn đứng sát luôn rồi. Sao nó ném bên kia luôn rồi? Còn chiều 5, chiều 3, chiều 6 Trắng xong rồi. Đánh luôn nha. Đó xong rồi. Đi xong. Rồi. Xe điện á. Theo sau lưng này. Xoay này. Đó, đánh đi. Tao chết rồi. Rồi. Bia. Đâu. Hồi nãy ông dừng rồi nhưng mà tôi bảo này, ngừng ra không đó phải là không phải đứng yên chỗ đấy mà ngừng ra vào đánh boss luôn. À. Không phải đứng yên chỗ đấy mà nhìn đâu nhá. Ngừng ra là không đánh gì nữa, đánh boss đấy. À. Ok. Còn ba người đánh con trắng ấy, đứng sát vào nhau vào để không còn truyền điện. Đó, gì xét. Bốn người đánh con trắng ấy. Lùi. Vừa lấy chữ thập không búp một ép. Có ai búp ba? Vừa thấy có nhân nào mà? Tao thấy có đi. Chưa lưu, đừng mày chưa lưu. Tao thấy có đi búp của cái búp. Lại đi này ổn người ta. Cái mẹ, mấy thằng lộn nó cứ đứng nó la. Đấy cái thằng quái thằng nào nhắc chung mọi người nhá, để ý phải biết được boss chuẩn bị dùng chiêu gì để đá nhá. Boss cứ dùng chiêu nào rằng có người mất máu đấy.
Sao tao thấy mày ba hồi mày ở đây, ba hồi mày quy ra sau lưng đó vậy? Kệ đi, đứng hai bên mà. Đi bay. Bây giờ mày chỉ cần không cần đứng góc 6 giờ, góc 9 giờ, à với cả góc 12 giờ được mà. Đánh đánh nhìn đi được mày đâu phải đâu mà đi đâu. Thử qua đi. Lag rồi. Kéo sau lưng này. Gì vậy? Rồi, ra lùi sau. Rõ ràng mình đã bảo là đừng có đứng hai góc ý rồi. Từ ra đi. Duy đứng sau lưng làm gì đấy? Vô coi chèn chết nha Duy. Tại vì trắng giới nha, trắng giới đọc cho anh nha. Lâm mày đứng một chỗ mày tăng được không? Để tao tự nét. Không, không, đứng sau lưng. Này, bây giờ nhá, góc 6 giờ, góc 12 giờ mày không đứng vào là mày không chết. Tao nói thẳng mày chết là do lỗi mày, được, ok? Bây giờ mày... Tại vì tao đứng sau lưng là cái khúc nét phía sau á là tao biết ai, né rồi. Ai, 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 không nhá, đừng có đứng sau lưng con boss. Tao đã bảo là đừng có đứng sau lưng. Là mày không được đứng trước mặt, đéo được đứng sau lưng con boss. Mày đứng sau lưng đến lúc nó đâm một cái nó chém đằng sau lưng thì kịp thì đéo được. Mày xin cứ đứng ở góc khoảng tầm 4 giờ, 3-4 giờ đam không não ấy. Mày nhìn mọi người... Thì sau đứng đứng xe dễ luôn. Mày nhìn mọi người có sao đâu. What the fuck? Mày phải... Thôi tao đứng sau lưng mày. Tao nói mày nghe nè, mày đứng cùng phía với thằng Nam, mày đứng chạy chạy hướng, đừng đứng ngang là ăn luôn cái xoay á. Mày... Đứng ngang là ăn luôn cái đi trên lưng á. Mày cứ đứng check góc 45 độ là đứng hẳn qua góc mẹ 9 giờ. Đứng hẳn ngang 9 giờ 3 giờ đi, cứ đứng sau lưng làm gì? Mày đứng sau lưng mày tự né làm sao được? Tao nói mic sẵn rồi. Mày đứng sau check vibration không được đâu á. Mày đứng sau lưng boss kìa, mày thuộc nhưng mà nó mẹ lên xui của ra sau lưng ấy, chết chắc. Bây giờ thuộc nhá, tí nữa về sau có laser thuộc lé ra được. Vừa bị nhồi với laser vừa xem boss. Tí nữa đến cái khúc về sau tao phải vừa chạy theo laser nữa, cái khúc mẹ lùa ấy phải tự nhìn mặt boss mà né. Đứng cùng phía tao thấy, đứng cùng phía tao tốc độ tao thấy. Bây giờ không cần hô nữa, để mọi người tự lé. Thuộc Russian boss thôi, tự né. Chữ thập sẽ có một ép bút cho. Còn cái xoay 5 hit cuối đấy phải tự đỡ. Sao cũng tự đỡ luôn. Sao thì chạy vào cái vòng tròn nhỏ nhất dưới chân boss ấy là không bị dính. Ok chưa, điểm danh đi. Thế là có đáp án rồi. Thế nào lắc thế. Này chém sau lưng rồi. 300 ping. Xoay. Mấy cái. Đỏ tay trắng dưới. Phạm Minh Châu với Yuka đi nhầm kìa. Đẹp. Đâu có, sao Mino đổi bên được? Mino là tăng lên đây mà. Cô nói vậy là 6 giờ này. Đó là mấy thằng bia tăng mà. Sao cô có thể quyết định được là mấy cái màu ở đâu được? Thì cô không hiểu ý rồi. Mẹ. Lắc lại đi. Tại cô không hiểu ý rồi. Tôi không bên trắng không ai đánh chịu. Ra. Mình chia lại thành đổi thành tay dài là auto tăng tay dài luôn rồi. Đốt lại đi là đi. Mà nè. Như này nghĩa là giờ tập xong thì nó như chạy ra chỗ này luôn. Không đứng lại trái nữa. Ở nồi. Hiểu rồi. Giờ đây hai thằng lua là. Ý là Mino đã nghĩ là hồi nãy là trước đó là đàn mình đã phân là người tăng rồi đúng không? Đúng rồi. Ý là người tăng cố định rồi. Ý là người ta chỉ cần lách hit thôi thì có thể là giữ cái hai bên trái hoặc là bên phải luôn mà. Giờ nếu Iku nói vậy thì đổi. Không phải hiểu sai ý của Iku á. Màu xin ô. Đấy kiểu mạng kiểu sao mà đứng nhìn boss này nhá. 54 vào đánh boss ping 300. VNPT các thứ đang bị đứt cáp ấy. Đúng rồi, VNPT. VNPT các thứ đứt cáp ấy, cụ dùng Viettel xem. Ping đều 70 80.
sẽ đổi nhá, đổi nhá. Nói là Eco nói là đỏ, đỏ trái trắng phải nghe, đừng nói đỏ trên bên dưới nha Eco. Trong lúc ấy... mọi người cứ đánh đi, mọi người cứ đánh đi. Trong đấy ngồi chia lại đánh cái gì? Lỗi ai thì tự nhớ thôi, còn bây giờ em đứng dưới cái bộ này mà. Ngồi suy ngẫm về cuộc đời đi, đánh cái gì? Cũng đổi mạng đi. Không cần phải. Rồi đổi rồi, đang đổi. Không cần phải đọc skin bot đâu, cứ tự liền. Mọi người luôn luôn nhiều bot nha. Em cũng chỉ là con gái thôi. Lá tưng bừng. Giờ bây giờ Mino muốn sao nè, mình đọc đỏ tay dưới rồi Mino tìm trái phải nha. Ra rồi, rồi Mino tự tìm. Cái con đọc hai chữ là hơi dài á. Hơi dài. Không lo đâu, cứ vào sau cũng được, tại vì tôi sẽ lên ở lua 9 giờ ấy. Nếu có con đấy thì tôi sẽ vào, tôi đánh trước rồi. Ồ vậy, cảm ơn. Bây giờ là bé với lại Bảo với lôi búa rồi mà, với tôi dễ vãi, cứ chạy đi chạy lại. Vừa đi cứ chạy đi chạy lại. Cháu dính búa luôn. Không nhắc bé với Bảo vui nha. Để cho Mino chạy về nhà nhanh. Không, khúc đó thì Mino đứng dưới chân con Samurai cũng được. Lùi lùi nhanh mà. Tại Mino với Bi tự nhiên nha. Bảo vậy đi chạy thôi. À con đỏ này, Bảo này. Con đỏ thì phải lấy agro càng nhanh nhất có thể. Không thì nó lém cái bãi ở chân tanh ấy. Biết rồi. Đấy binh 69 đây mà không biết vào đánh boss. Không, nếu như mà đổi mạng khác thì rồi không sao, cái VNPT nó bị đấy. Ủa mà hỏi cái nè, là cái khi mà còn hai quả cầu cuối cùng á, đúng không? Hai quả cầu cuối cùng mình cắt là mình không, đó là mình cắt quả cầu nào thì cái bên kia nó sẽ nổ trước đúng không? Thường là trên là không. Nó đếm ngược ấy, quả cầu nó sẽ đếm ngược. Có đi là, số. Làm sao để biết là bên nào nhanh hơn, bên nào chậm hơn? Là sao đọc số? Không, hai quả cầu nổ chung với nhau luôn á. Không, không, hai quả cầu không nổ chung nha. Không, tôi bảo này. Chỉ cần để bóp tầm 500k máu để kết thúc ấy, chênh lệch nhau 1 giây không sao cả. Tại vì khi còn quả cầu đếm đủ ấy, còn 1 giây là mình phải bút rồi mà. Đúng rồi. Đúng, nhưng mà ý là nhìn đối diện như vậy thì không có biết được là quả cầu nào nổ trước á. Ví dụ nha, ý là bên ông nào kết thúc boss bên đỏ nha. Tôi hiểu rồi, bây giờ vậy thì như này đi, thì ai chạy ấy thì cầu khi nào hiện lên bắt đầu đếm ngược ấy thì đọc to lên để người kia mình biết. Mình nói này là Bi với lại Mino đếm, thì ai đếm trước thì sẽ là với ai thì là hai người đó. Ai là Bi vậy? Mino là Abiru á. Đây em. Xuống xuống đi Bi. Này này. Rồi. Go go. Go go. Đi bắn theo lượt đếm của thằng đó. Go go. Bắn đi bắn đi. Đúng rồi, lại không đếm. Cái đéo gì vậy? Đi con mẹ. Nó cứ hiện lên thì hiện lên thì đọc to lên. Go go. Mệt vãi luôn. Đi đi gọi mày. Gọi đi. Ý là mình không có quen mấy cái tao không có thì nhớ bút nha. Mình cái tinh thần của mọi người. Tao gọi tên cái pet tao đây. Đấy. Bố bác, bố bác. Còn ai nữa? Bia hả? Bố bác. Rồi. Nhau hót. Mất bố thôi rồi. Tâm hồn. Đây rồi, ok. Bố bác, bố bác, bố bác, bố bác. Không đi. Không đi ra một xa. Alo,
Mấy cày. Ôi, quá. Giật quá, bình giật quá. Quá luôn, đơ mẹ luôn. Đi xe đi kìa, cả team quên chết rồi. Còn mỗi mình tao. Với là kỹ năng tương thừa. Bị giật quá. Mệt, mới đéo giờ tao tìm ai hết. Hồi xưa mà không có Invi ấy là chết luôn ấy. Chết luôn. Thì quả vừa rồi không có Invi chết luôn còn gì. Đây thì mình cứ đặt đi là biết là nó có Invi rồi mà mới cứ tự né đi. Thì lẽ là ăn cái không từ này đâu, quả đấy không cần từ này đâu, có để không cứ từ đấy là chắc thằng kia nó chết rồi nó sống. Thôi đặt tin tưởng rồi in nhập phụ mà không ngáo lá da mà nóng quá chỗ game đi với cào nha mấy bạn. Ok, ta chỉ thấy mày đứng sau như con bot mày chết như một con lợn rồi. Từ đấy không không có phát đâu, đảm bảo luôn. Không hiểu sao biết dễ mà có xịn đâu. Lại đi. Qua đi. Để bắt đi nhìn. Mít ai hồn quá hả? Giảm mít kia lại. Giảm đi. Rồi. NS vui mới lại nai kìa. Qua đi, qua đi, qua đi rồi. Vui nữa rồi. Thảo quá hả? Chị lên nè. Tao bút nhầm, hi hi. Gì đâu, kiểu gì đấy chả kịp. Đấy, mẹ thằng Duy lại đứng sau lưng con boss. Có đâu? Đấy sao đi có, máu tụt kinh vậy bạn. Make. Bỏ cho anh đánh. Này này, thì, này thì không invisit reset. Lắc thôi bạn. Tới 32 bit. Mẹ này thì không invisit này. Vừa nói xong. Để tao chỉnh. Từ sau. Để tao chỉnh cấu hình cho hiểu cái. Từ sau vớt xạo luôn nha bạn. Cứ bây giờ xem ai invisit nhiều hơn đâu. Bây giờ xem ai invisit nhiều hơn đâu. Invisit 100 gold à? Ờ, invisit 100 gold à? Hay. Invisit 100 gold á. Cái này hơi nặng nhiều tin đó. Đéo được rồi, thế thì mẹ em quên một F thì ăn luôn à? Không được. Đấy xong xong rồi còn chạy, ông nào chạy sai màu bot 100 gold rồi. À cái đó đã phạt á. Ờ, cái chạy sai màu bot đã phạt đấy. Cái đấy gọi là mẹ nhanh phát phải không? Cứ lỗi ai fail phạt đi. Kiểu gì mọi người đều fail thôi mà. Ai chết 50 gold à? Sợ thế. Ừ, đó, chết thằng gold này. Ai chết 50 gold hơi căng. Chắc chắn đấy là đéo tùy fail đâu. Còn đấy. Còn đấy đi nữa. Còn nếu như mà thằng còn nếu như thường ấy. Còn nếu như thằng chết rồi nó thường đều mất tiền chứ còn về chết đi next làm sao mà mất tiền được. Ấy là chết vì nó thường của boss kìa. Thằng nào chết vì skin boss. Thằng nào invi trượt một phát là vẽ 6x5 luôn. Ui. Skill boss có cạch gì đâu mà hộp ta. Né dễ với nồi mà. Để cái block luôn các bạn. Tao cần đế với block chạy qua chạy lại thôi chứ còn cái kia mày SS là mày né hết bài. SS là được mà. S1 giây rưỡi, SS là mày rồi. Hai cái nào chả có SS đừng có lọc. Hai cái gần nhặt, hai cái gần hất ngã. Hai gần không bị gì cả. Hất ngã đi vào trong mà nhờ mà ăn cái đó thử đi. Hất ngã xong rồi mày đợi khoảng nửa giây sau mày táp một phát là mày né hết ba đòn sau. Đơn giản với điểm là. Hả? Chả có gì hết á. Sao tôi không bị hất ngã nhỉ? Ông đứng xa. Đứng xa. Xa đâu rồi. Ngắn thì bị hất ngã mà. Lại đi. Nó hất ngã rồi à. Quay mày coi, đi. Cứ thấy nó dùng xong cái hit chém sau lưng ấy thì block luôn. An toàn. Ok. Ra quá, số
Vậy chị Nam này. Đó dưới dưới đây. Đánh đi. Ơ. Ngoan. Này. Cái gì vậy? Bay mẹ mau. Cái gì vậy? Sao con boss mini là ném tao một cục cứt vào đầu. Con mẹ gót tôi. Rồi cái video đầu tiên hồi nãy mà. Điên à? Không. Từ nãy đến giờ nó có ném tao đâu. Lấy aggro nhanh thì không bị ném. Hồi nãy ném gì? Nãy từ nãy giờ nó không ném tao hết nào rồi nữa. Gót tôi fuck tự nhiên nó ném cục cứt vào đầu tao. Hắn khỏi cô bố. Cái cứt tao không né rồi. Cái cứt tí né đéo kịp là sao mình nhìn thấy con boss ở hướng nào mà né gót tôi fuck. Ai quay 5 tỷ. Ai quay 5 tỷ mới né được. Đi cơ mẹ. Vừa nãy là Duy bị trượt đúng không? Thì tôi chết. Mày ném mày lấy đâu? Nó ăn cái cục cứt của em. cái cục của con đánh gần. Ờ đúng rồi. Ném. Nó gây cái cục cứt vào đầu. Từ nãy giờ có bị đâu ta? Từ nãy giờ. Nó ném ra hết nga. Từ nãy giờ. Anh vào trận. Cái này chắc phải nhờ hai người ta dài mà lua cái cục lua cái A3 là đánh luôn nó luôn. Ai đi vào cái mic chạy cầu nào. Nãy giờ có bị đâu. Tự nhiên tương này bị cái gì. Nãy giờ là chỉ ăn mình. Tao biết mà, chỉ ăn mình, tao thấy mà. Có bón nào rồi gì. Oh shit. Này đi. Đó, có người đăng nhập tài khoản. Có gì vậy Su? Su ơi, sao ấy? Su à? Đâu? Ghê vãi. Sao đâu. Xong chưa? Vô nha. Rồi. Chết rồi. Đang sau kìa. Chéo sau lưng này, sau lưng nha, 5 hit này. Cứu. Trời ơi cứu, để tôi. Kìa, ép đi kìa, ép cho người ta đi. Một kìa bò. Kẹp. Rồi ok, gọi đi ra hết. Nhưng mà rồi vào mấy chờ ngày, đánh vào mấy ngày, trắng ngày. Dưới, trắng dưới. Đừng mà vào mắt đừng ném cứt vào đầu tao vãi luôn ông nào để quả cứt tay bay vào đầu mình vậy. Cái đó là tại vì bình thường là ông qua lóc nó sẽ lua cho ông nhưng mà ông lúc đó là ông ép ông qua lóc ông là người đứng xa nhất cho nên nó sẽ ném vào ông lóc chết nữa arrow á bay lên xe đây à? Tao lua cục cứt ngay góc 4 giờ lên xe thì đéo được. Đó nó là qua lóc chết hay là cái gì thôi em xe cho khác. Rồi sao Warlock chết rồi? Bị dính sao giờ đang ăn sao? Đoạn đầu đứng gần vào. Đoạn đầu đứng gần mà nè. Nhưng mà ấy là cái lúc đó là nó vào, cứu Warlock xong Warlock không kịp đánh là nó vào mắt nó aggro Sum là người xa nhất á mà ông Sum đứng lại gần luôn nên nó quăng luôn. Nó nói chứ nào ơi, cái mỏi với kìa, bối nữa đó. Nên là ăn cái Ovu là phải bút nha. Là sao? Cái mỏi với là có ăn ovum. Cái đầu á, ăn sắc đầu á. Ovum xong rồi mới bãi sau thì bước bãi sau á, ovum cứ ăn đi. Đừng có nhanh quá là cuối cùng chết đó. Thì vậy. Cuối cùng tao phải tao. Tao búp thì mọi người đứng xa có sao đâu. Có sao đâu. Rồi. Không sao, từ lúc Nam búp không bị bớt máu. Tôi bị búp đâu. Mấy thằng tay ngắn thì tự nhớ mà né một hit đầu, sao đâu. Hai thằng kia búp luôn, tao luôn. Lại đây. Tùy thôi, thế cũng được. Ăn một hit đầu. Thu nhớ nha, thu nhớ nha. Hạn chế chết nha. Mày thấy chữ thập bên team tao có bao giờ chết đâu. Vào đây à? Không biết đâu, tao trâu mà. Đứng vào cái vòng tròn trong ấy. Vì nó thả sao. Ok. Đấy, thả sao à. Không mất máu luôn. Được 7 mét lần rồi. Đứng vào cái vòng tròn trong cùng ấy. Không. Năm phát này. Mấy cái. Ô vào luôn kìa, what the fuck. Năm phát. Đó tên. Năm phát luôn á, năm phát luôn á. Nó thả xong AOE nó. Chơi trong nè. AOE. Đấy, ghê vậy. Ôi, người ông kia đâu rồi. Thằng chết rồi. Xe điện. Đất. Đất không kịp rồi. Tino. À. Có thích vừa chạy vừa bắn không?
Dạ, đứng kia, tôi đứng vô ăn kia mà. Đứng im một chỗ nào. Ghéo quá, ghéo quá. Đứng im. Em bảo rồi, cái game này đéo cần hit and run, ok chưa? Đéo mà đánh lờ lờ nha. Đi lại mà đánh AD à? Hit and run cả cả. Không, khúc đó xin ơi, yên tâm đi, tại Mino, tại ấn 6 có để nộ rồi. Có để nộ rồi, cho nên nó không có ném sao đâu. Cái skill, có 3 skill trang Valuation là cái sâu đen. Cái ném đi, ném AOE với lại cái đoạn mà ném AOE dưới 500 thì mới nói sao. Xino là cú mẫu. Đang phải nói hả? Đây, mọi người, những người là thân thuộc mắt từng kim của boss ấy, khi nào boss nó đâm vào trước mặt thì xoay kiếm sau lưng nghe, sau phát đấy sẽ là phát hit nhá, xoay 5 vòng. Hồ hát rồi. Quẩy đây. What? Cái gì đấy? Suốt đêm là em xa nhất cái gì đấy? Ai bảo thế? Là mấy cái đó là nó hai trang vào Ryzen nhưng mà nó không đổi. Ok, vô. Tròn nào nhớ thôi. Quay. Lạc, ui dồi ôi, chán quá. Tập. Nắm hit này. Vào mic. Thắng chạy đội dưới. Chạm chỗ làm sao. Ôi nhập chỗ. Quá dễ dàng. Sáu giờ này mọi người. Yo. Xe điện kìa. Ủa? Xe xong nó ném một búa nữa. Đỏ 3 triệu lắm lắm. Còn triệu 9. Đỏ xong, lọc trắng xong. Nó trăm rồi, xong rồi. Đánh đi. Đến sau này. Cho lắm hết nha, cho mình lắm hết nha. Đây. Rồi, ok. Lắm hết kìa. Rồi, đó. Chú chết rồi. Đã nha. Sao cứ đánh đi, cứ đánh chạy luôn. Ủa sao có một quả vậy? Rồi. Chạy đi. Chạy nha. Rồi chết rồi, trời. Ôi. Cả hai ông Invi trượt à. Không phải, cái là dè nó bắn vô tao. Mày phải biết cái là dè ở đâu chứ, trời. Đây là lần dè đó là do hai người kéo. Bây giờ thế này nhé. Tại vì kéo trượt con boss luôn, trượt cái xa lắm luôn. Sao mà bị gì? Nói nghe này. Hai người chạy cầu ấy. Đợi laser cứ đứng yên, đánh xong boss đứng yên, đợi laser ra lối thành công. Sau đó một người hô cùng chạy thì chạy. Ok. Không phải. Ý là bây giờ bản đồ duy này, mày nhìn hai con boss á, ở hai hướng nào thì mày né hai hướng ra nữa. Không là ai chắc phải mình châu hô nha. Tao đã nói là cái dây đó xa boss dữ lắm. Không mà, sao mà chết? Nó xa boss thì tanh không tanh được mà. Bị lại trời cái này về đó ngày hướng của tôi chứ mà ngày hướng của Nam. Mày né ra. Mình phải chỉnh nhá. Sao tôi né bạn? Nó đi xuyên nói nghe nè. Cái dây đó chỉ có đi. Cái dây này okay. Nó chỉ dây đó. Nó chỉ được hình theo. Bóng dây bọn nó chết rồi. Cái dây nó không có chạy qua boss mà nó xa con boss dữ lắm. Nó xa con boss tanh không tanh được mà. Thằng Nam á thì vậy này là hướng với thằng đâu. Vậy này là lỗi kéo dây, lỗi nó dây rồi. Bây giờ nhá, ba hai người bia và Phạm Châu ấy. Đợi dây nó lối thành công, bắt đầu một người hô để cùng chạy. Ok. Rồi. Còn lúc đánh xong cứ đứng yên đấy, không sao đâu. Nhất. Ok. Chạy sát tường luôn đúng không? Quy định là chạy sát tường. Chạy theo dép sát tường luôn. Ok. Phá xong quả cầu cuối cùng thì không cần phải chạy nữa.
5 hit. Mẹ lắc bãi. Boss, được gỡ. 5 hit rồi. Mấy cây. Ôi xe đóng băng. Mấy cây, mấy cây, mấy cây. Tao ơi. Ơ, ơ. Chết rồi. Bốn giờ, hello. Hết hồn con trồn. Ok. Nó ném búa, xe xong là nó ném búa một cái đó. Rồi. Búa xài phải lộ. Bốn triệu. Ba triệu. Nói xong. Em búa tiếp đó nha. Đang ngoài búa này mà. Vô này. Sai này. À mà sao ở đây không anh. Xong nha. Rồi trắng xong. Trắng xong nha. Trắng xong, trắng xong. Giết anh ơi. Rồi. Quá đánh. Chết mẹ rồi. Ta rất tiếc, ta lại chết. Đứng tay quá lâu. Chạy nha, chạy, chạy. Chết mẹ rồi, chạy nữa gì nữa. Chết mẹ rồi, chạy đâu. Chết đi. Quay rồi. À, nói thêm cái này được không? Giữa ba người mà đánh phần trắng ấy thì đừng có đứng hướng chéo nhá, mình đứng ở hai cái cạnh của ấy để đúng rồi. Búa đúng không? Con đứng sát tường các con không sợ đâu cụ ơi. Đứng sát tường nhá. Con đứng sát tường con chả sợ gì không? Đứng sát tường nhá, ba người để vừa ấy tôi chết luôn rồi. Tại tôi đang ở trong góc á cho nên cứ đứng khoảng rồi nhiêu. Tập đi rồi đứng nhưng mà tập 400 ngày là qua. Tại đứng sát tôi xíu có gì nó xe điện qua tôi mà, tôi còn em đi qua kịp. Có nói nè là cái đoạn đó cái búa đó có thể điều khiển được, như là ba thằng tay ngắn á thì thằng gần nhất thì bị dừng đầu tiên. Xong rồi cái điện thì lan ra ba tắt thì túi theo là vô thằng gần nhất luôn. Nào lại đi được. Đấy nhá, bốn lần này chạy đi, chạy xong một phây là được mà, mấy phây xong như thế. Ý là cái ba người, bốn người đánh con ngon xanh á, thì ai bị nó búa chạy vô tường. Không, cứ đứng sát vào tường, đúng không? Xe điện xong rồi nó đánh búa, đúng không? Con trắng á, đúng rồi. Tại vì con trắng á, là nó xe điện xong là nó sẽ ném búa vào cái người xe điện nữa. Một lần. Cứ đứng vào sát tường á, cứ đứng sát tường là được. Vô đường chết nha. Hạn thì chết chứ. Vui chúng táo lên đi vui đâu. Đi làm cà mấy có đi. À, chết thì do cuộc sống nhá. Thực sự là ăn cái hit ăn cái hit đầu của nó muốn mẹ tắc thở luôn mẹ. À, đã bảo thằng leo đi. Thằng chết rồi. Ok. Chém vào sau này, sau là sau sẽ là 5 hit này. 5 hit. Có bách, 9 năm rồi. Úi dồi ôi, máu ấy ạ. Báo vậy ạ. Trắng xanh ở dưới. Đánh đi. Xe có tiếp châm đi châm. Tao ơi. Lại đây, chín sáng rồi. Chuẩn bị xe điện nè, con rắn chuẩn bị xe điện. Xe ông John kìa, ông John đứng rẻ rồi. Ông John thôi đứng nè vậy. Quen rồi, quen đứng lẻ nãy giờ. Quen đứng lẻ là chết đó. Sao anh đi, cái này đi, 3 triệu, 2 triệu, 2 triệu rưỡi này. 2 triệu, 1 triệu 7 này, 1 triệu 5 này. Rồi, bánh trắng xong. Phải đánh bot đi, bánh trắng xong. Trắng xong. Rồi, quánh luôn đi, đỏ xong thì quánh luôn đi. Ăn luôn ghê. Rồi, Sino đừng bắn nha. Sino nha. Sino. Tao bảo đánh xong rồi đấy thì vào đánh boss luôn. Gờ Sino giờ vào đánh boss. Sino chạy vào đấy nữa. Thôi thôi. Xin chào ạ. Ui mà địch mày mày. Quê nào. Tao bảo đánh rồi rút xuống là 500k máu ấy thì vào đánh boss luôn. Đứng đấy nhìn nó là thế. Dùng nãy bằng ơi. Sino dùng nãy bằng ơi. Nói là chán xong rồi thì vào đánh boss đi. Đừng có bắn con mini nữa. Đừng có quên não mày Sino ơi. Này. Nhắc luôn rồi, nha. Lại nào rồi nè.
Vừa lấy tôi bị chết là do bị chém sau lưng ấy. Đánh xong con Mini chạy ngay về góc 3 giờ 9 giờ nhá. Đúng rồi, rõ ràng. Đừng có chạy góc 6 giờ, vừa lấy tôi chạy góc 6 giờ. Đó, cái hướng tôi phải bắt đầu là hướng chạy á. Tránh cái hướng 12 giờ cả 6 giờ ra. Đừng có đứng ở hướng ý. Cái điều đó là rõ ràng rồi mà, tại vì đứng cái góc kiểu là hai con Mini vẫn là góc xéo mà. Cứ hỏi cứ đi thì nhắc phải quên phải một số lão cá vàng như Zido. Lại. Nãy khúc đó còn có 100 camera thấy Zido cứ hắn chụp phải hoài luôn. Thấy nghi rồi. Đã đánh xuống còn 500 chạy di chuyển đánh boss tiếp. Lên xuống ơi. Jun đi tập trung vào dài này. Đâu mà thủ được đấy. Cực kỳ yếu luôn á. Ai không có beo đổi 50 qua điểm, 50 điểm thủ. Đảm bảo cho 100 người máy mình mới tại vì ăn một cái rocket luôn. Giải chắc luôn á. Ông phải không cần DPS mà ông quá yếu để trụ được. Sống được đây, trở tính tới chuyện DPS. Cứ sống cái tập mách cho chắc đi đã. Này đi, thử qua đi. Ngã lắm vào. Tấm đòn cái là dễ qua mà. Dím xám đứng gần đây để khi nó thả tàu chết. Đứng gần boss vào. Boss cái gì vậy? Làm sao boss gì vậy? Hình rồi. Con này nó bị chậm. Vào bách. Chậm. What the fuck? Ao ơi. Sao có hai mạng đây này? Thì đồ đâu? Du đâu? Chà mày nhầm vào đâu? Này, bốn giờ. Hello. Xe đến kìa. Lại đây nhanh. Rồi. Hai hai tắt đi đây. Bé đừng có xe điện nha bé đi ra nha. Đổ xong. Chuẩn bị xe điện đó nè. Sido đứng gần đây. Bảo vô đây vô trong. Rồi. Đã trắng xong. Đứng đang ba người trừ tanh về đánh boss đi. Về góc chưa? Rồi. Đi. Rồi. Xong rồi. Đợi lối đã. Để nói rồi mới đi. Rồi, đi. Go. Ok, trở lại. Ôi trời, nói gì đó. Mày đang kéo dây bình tĩnh thôi. Mày đâu chạy rồi. Em mời chạy đâu. Mày đang kéo dây vãi nồi. Mày thấy cái tình cảnh hồi nãy của tao chưa? Mày kêu tao né là né what the fuck. Bỏ đi đúng mày cô xây. Mày đâu đi sai rồi. Hay đi như thế nào ra? Về quả đối mày. Đi thôi mẹ. Là 3-4 khúc luôn. Đi thôi mẹ. Quá đi. Làm đừng có bu quá được mẹ. Cứ là cái vòng tròn ngoài cùng vòng tròn dưới đất ấy. Ờ. Là đi theo cái đường đó luôn. Thằng Bia đừng có quy e. Nãy thấy e lần đó. Tao quy e đéo gì mày điên à. Chạy được. Đi bộ nói lại nào chạy theo vòng tròn dưới đất to đùng ấy hay là chạy theo mép đường cái vòng mép đường mấy anh ấy, chạy lại. Kiểu gì nhanh qua góc 6 giờ để em ss mè cái dây đi cứ mẹ hồi quả nhìn máu cúc chạy cái vòng nào ấy cô nói là chạy cái vòng đúng này rồi. Đúng không cái vòng nào cái vòng đó đúng không vòng mười chắc này đi nhà cái vòng to đùng này cái vòng to nhất đi. Đấy, đấy nhá, từ từ này, đến cái lúc mà khi có quả cầu xong là mình bắt đầu có thể dùng chạy nhanh luôn rồi. Nên là đi cố gắng, đi càng nhanh càng tốt. Sợ đi nhanh. Sao lại đi nhanh? Đấy, xin. Đi nhanh được. Bia này khác BT, không bút được đâu. Biết được rồi, nhưng mà đi nhanh được nha. Chạy bộ được nhanh ấy.
nhưng mà dùng chạy dùng chạy nhanh thể lực được đấy. Không được biết là không được nhanh rồi, nhưng mà ý là cứ làm đi, có gì điều chỉnh tốc độ theo được, cứ chạy cầm đầu đi. Tao nói thẳng là không đi nhanh, đi bộ chậm từ từ thôi. Từ từ nói cho chạy, kể cả chạy nhanh ấy, cầu nó vẫn di chuyển chậm chậm như vậy, không thay đổi đâu. Biết rồi, nhưng mà ý là cứ chạy đi, sẽ di chuyển tốc độ theo được. Hồi nãy là do mày nhanh tới nó lại cầu á. Không hiểu, cứ chạy đi là sao? Thì ông cứ chạy theo đường tròn. Chạy đi, tôi sẽ điều chỉnh tốc độ quả cầu bên này cho. Ok chưa? Rồi, easy. Tôi điều chỉnh quả cầu được. Cùng nghĩa là em mà cứ chạy về phía trước. Dọn cứ chạy mẹ muốn nhanh như thế nào cũng được, tôi chạy để điều chỉnh theo được. Để thằng Bia nó tự điều chỉnh. Lại đi. Rồi. Không khuya được. Rồi. Chạy là vậy nha. Đang là vậy. Rồi gần đến 8 năm rồi. Rồi. Vào đi. Quả cắt thì con lộn góc nha, địch mẹ, mù màu à. Được không? Thế mọi người, những ai đứng sau lưng con boss để ý nha, cả năng quay lạc nhiên. Chú tập. Vậy là ai đó? Bật gì lắm, sau lưng. 95% này, nó thả xong rồi nó sẽ xoay này, quả lửa này, nó xoay này. Nào, phụ đừng vào đánh lửa. Ủa? Bây giờ nó xoay này. 4 giờ, okay. Xe 4 giờ. Lại đây không? Xe nè. Tập cái vòng nè. Bị đứng máy rồi, từ giờ. Sao từ ai đứng máy? Thảo bên châu đến đấy. Thảo bên châu để tôi kết cho. Ok, để kết. Nói xong. Rồi, ông kết luôn đi. Chẳng sao, còn 1 triệu. Chưa. Rồi, nào, cẩn thận, đằng sau lưng. Đã bảo là tránh góc 12 giờ ra. Rồi. Đã nha. Ôi ao tự né nha. Ao nè, tự né nè. Chạy. Ôi lại rồi, là nhiều lắm rồi. Kệ đó, cứ đi. Rồi, ok. Đây, các anh xoay đi. Em phải lướt bia, đừng khỏe. Em không sao. Phải lướt. Thật máu kìa. Ông kia thôi nữa, tại vì mẹ Kurin đang chạy rồi, đang chạy đuổi theo thôi. Đừng cứ chạy bộ thôi, rồi cứ chạy nè. Mày biết không, mày sai chỗ là một là đi vòng trong, hai là lướt. Mày đi vào ngoài cùng luôn, đi vào ngoài cùng đi, vào ngoài cùng mà bà đấy tôi đang đóng băng lại, thành ra là mẹ cũng phá băng chạy. Đừng đóng băng, ông nào đóng băng vậy, đóng băng để khi phát tiếp theo nổ á. Cứ dùng bừa vậy. Bé đừng đóng băng nha. Tao tự né luôn chứ đừng băng. Bé có tao ai mà. Đóng băng chỉ khi cầu lổ thôi, khi nào hô thường. Anh ơi, solo bot. Ủa vậy lắc bật cái dòng xe là sẽ không bị nó bắt mà đúng không? Bật dòng xe qua lock á. Không có bị lock bắt nhưng mà không bị ngã thôi. Đúng rồi. Sao nó giảm 25% đam, không sợ. Vậy lát đứng trong cái vòng xe của qua lock luôn đi. Ui bia bia. Đi vòng ngoài nha, cứ đi từ thằng đâu. Đi vòng ngoài thì không cần phải đấy đâu, cứ chạy đi bộ thôi, không cần đấy, chạy bộ thôi. Đừng dùng cái em gì. Đi bộ đâu, không cần phải điều chỉnh với nhau đâu, chỉ cần hai người nè. Hai người cùng chạy cùng lúc và cùng chạy cùng đường được. Chỉ cần là hai người là hô chạy là sẽ đi bộ như vậy thôi, là không ai sai cả. Mà đi là đi kiểu ngang á chứ đừng đi kiểu thẳng. Đi thẳng vòng tròn ấy, đi theo cái đường vòng. Ấy là dùng cái nút A để đi hay là dùng cái nút B để đi? Dùng nút V kép. Nút ấy, đi bộ, đi thẳng á, đi tốc độ bình thường á. Dùng nút V kép. Chạy bộ ấy. Tại dùng nút A hoặc là nút D để chạy thì nó sẽ chậm hơn. Không, AD vẫn bằng nhau nha. Không chậm hơn. AD và V kép bằng nhau, chỉ có... Ồ mày à? Chậm thôi. Ok. AD vẫn được. Tùy mọi người.
Bia bia có xoay được cầu không, để tôi sang xoay cầu cho. Được, được. Xoay được sửa thôi chứ không có đổi. Mới bài tới tôi mấy mà. Kết hợp. Sau lưng này. Xoay. Tỏ bếch. Rõ tay nè. Trắng. Trắng trên nè. Rõ tay mà. À rõ tay. Ôi nhầm nhầm. Ủa làm gì nó chết trời. 6 giờ này. 6 giờ này, 6 giờ này. 6 giờ, hello. Ơi, đâu rồi? Có ta đây. Rồi rồi, đi ra đi. Đừng 6 giờ chết đấy. Chết đi anh kia. Cố này nha. Trong bà cứu nữa, nè. Ủa lóc chết không sao, cứ này đi. 2 triệu này, triệu 5 này, triệu. Không còn báo đâu. Gam, trắng gam xong. Giờ báo xong thôi, giờ báo xong thôi. Trắng xong, trắng xong. Đó xong, đó xong. Quá này. Xoay này, xoay này. Rồi. Chết lại rồi. Đi nhá. Tao ơi. Tăng chết, tăng chết. Cứ chạy đi tao cho. Cứ chạy đi, cứ chạy đi gì đâu. Này thì chạy. Tám chín rồi kìa, tám chín rồi kìa. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. 3, 2, 1. Đổ. Ok vậy. Bên này nổ trước nha, bên này nổ trước nha. Vừa lấy kết thúc cung đều. Với cung đều mà bên đồi bên chẳng chạy sai. Đâu. Giao chạy sai. Không, không phải chạy sai đâu rồi, đỏ mà. Nổ mà. Cái steel của con sông nó tăng tốc độ di chuyển. Khi gì cơ? Sở tiêu của Shin có tăng tốc độ di chuyển không? Đéo bạn. Có hai cơ. Tại vậy là chắc là đều nhau hết rồi, không bị đâu. Mà khúc nãy là nào đấy? Đang bị khúc xây bon. Khúc lái bon. Con nào? Lái không đều. Rồi, ok. Vừa lấy là con đỏ chết rồi, con trắng chưa chết nhá. Ba các bạn thử cố gắng nhá. Ê ông ơi, tôi để ý ra rồi là cái bên nào cắt cái bon trước, cắt cái bon cuối trước á là nó sẽ đếm cầm đao luôn á. Vậy là có thể nhìn được á. Không có đâu, hôm nay luôn biết quất cả được. Hai bên là cả hai bên là tôi vừa nhìn thấy cầu cả hai bên đó đếm cooldown. Cả hai bên luôn hả? Ờ. Rồi. Tôi biết là hai bên cách nhau 3 4 giây chứ. Azul không có bèo. Đó là, vậy là hồi nãy là bên bon trắng là nổ trước đúng không? Bên đỏ nổ trước. Bên đỏ nổ trước à. Tao đâu có bèo đâu, tao mới chết đâu. Nãy không nhận được thông tin bên đỏ. Mẹ ơi, chơi bắt go rồi, đến bên ban rồi, lỡ bấm F sao trời. Ủa là thằng vui sao cứ chết cái đoạn lua lua tao ai vậy? Hạn chế chết nào. Biết là mình thích hợp rồi thì tay ngắn đứng đi. Không có đủ máu. Nó ủa, thế sao tôi chết? Vì mày không lua cái đó. Mày nháo lại thì cứ thử ăn một cầu chết không? Đi cho mày. Thơ đỡ ngươi. Bé là lua giùm vô đó đi. Bé lua giùm vô đi. Không được, được rồi. Lua đơn giản mà thấy nó lém cái SS là được. Nam cái đoạn xoay Nam AOE là Nam AOE mà khi đang mini thì bá dừng nha. Ok. Cái ai lua AOE bên kia? Bên kia là nhím mà. Bé AOE mà. Như bé đó. Rồi để FM luôn được. Đùa dễ vậy. Cứ làm lại đi, sai thử thôi. Làm lại. Tôi cũng mua lóc, tôi cũng mua được. Thì thấy ông lua mà. Sao
sao cứ bị đứng máy đi nhờ. Lát thôi tụi. Đau lóc đi quý vị. Thấy à. Quay 5 hit. Ủa dạ. Ủa nhiên sáng sao bên này. Bên kia có Jun rồi. Ủa thế vừa lấy tôi là người lua mà. Ông là cái Jun mà. Ok ok. Rồi là động được mà. Ờ reset đi. Reset hết rồi. Nhật nói rõ ra. Còn tao để tao. Như cũ mà. Xe 4 giờ này, xe 4 giờ này, xe 4 giờ. Vậy như cũ mà, nghĩa là bên kia là nhiễm xám lua bên trái, còn bên kia là vuông lua bên phải. Như cũ mà, nãy giờ làm sao lại đi. Lấy giờ phải, tôi là nãy giờ luôn. Là nãy giờ là cái ông qua lóc kia lua. Ờ vậy thứ hai qua lóc lua luôn. Gì đâu. Nãy giờ hai qua lóc lua. Tôi nói mà. Thôi đi xe đi loạn hết rồi. Ra là còn đánh được, nếu mà bên kia còn sống thì cho Raibon cái đi. Chà. Ờ. Anh chung tại Nhật á. Nói đinh đinh. Cái gì vậy Shino, vãi kìa các bạn. Hả? Gì? Cua không? Cua không? Nó có lửa nhờ. Thật là gì đâu? Đó là em muốn cua không? Lửa đây được mẹ hư khí rồi bay. Nói chung là tôi thấy quay cái kiểu mà cùng chiều kim đồng hồ nó nguy hiểm thế nào á. Hiểu ý tôi không? Ý là thằng nếu mà cái khúc mà nó ra ở cái góc 1 giờ và cái góc 1 5 giờ. Cái góc, nhầm, cái góc 11. 11 và 5, 1 giờ và 5. Ừ. Ừ. Mà mình quay á, mình quay vậy là thằng nó né không được. Thằng nó khó né, không phải ý là khó né chứ không phải né không được. Đang ôn đằng sau. Không có lẽ đâu tại vì tanh đúng không? Tại vì khúc đó là mình cắt dọc, ý là mình cắt dọc là tăng nó sẽ không có điều khiển được con boss nữa. Vậy thì mình đổi lại đổi như này đi chứ. Tanh sau khi để tanh di chuyển góc tanh từ sau khi đối xong là sau khi chuyển điện xong ấy, tanh không. Chuyển từ 6 giờ lên 9 giờ. Tanh. Không được, nguy hiểm. Không, đổi cái góc nhìn như vậy là nguy hiểm cho làm cho tim. Tôi nói đây là lua từ góc từ bên cây xuống dưới, từ dưới bên cây ngược lại là đâu? Nếu là nếu mà làm theo kiểu của Iku á là lúc nào cũng là chừng ở form thứ hai là tăng có thể là dễ dàng mà nó ý là dễ hơn trong cái việc mà vẽ cái kiếm cái trái cuối là mình chỉ chạy được một lần thôi, không thể quay ngược lại để chạy được đâu, nó không ngược lại đâu. Nhưng mà ý là tôi thấy là cắt dọc là khó cho tăng. Tôi cứ để tùy tăng. Tại đây đi. Cái việc của tăng, việc mình làm thôi. Làm hướng đẳng lắm. Tăng hướng đẳng. Tôi bị cắt okay, mình làm thôi. Rồi vậy. Cái đồng hồ nhé. Rồi vào nha, vẫn làm như cũ nha. Cái gì thay đổi. Tăng y the beat. Tăng nhà mình bám mà. Không sao. Tăng nhà mình nãy giờ có chết đâu. Trừ khi bị lắc thôi. Đúng. Như kiểu phát này chẳng hạn. Phát này tất cắt cu mày. GG. Cái nồi. GG. Tại nó bị cái tiệm nét đó. Đã hiểu rồi, cái server nó bị. Hello. Ơi, phải nhờ ông qua lóc ra rồi nhé. Bỏ đỉnh. Ý mì duy, đi có mẹ, cứ mỗi lần mày nói quá đỉnh xong là mày. Đỏ này, trắng dưới. Sam ơi, cho mèo cứu với. Đang làm mấy cung không cứu được. Đấy, 4 giờ, 4 giờ, 4 giờ. Ờ, đúng. Đang làm mắt không được chết. 4 giờ, 4 giờ. Rồi để tôi quay cầu nha, để tôi điện. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Cứ đánh đi, không đủ được ram. Còn 38 giây kìa. Em vào ngừng ram vậy. Thả sao rồi. Giật rồi, giật điện chết rồi. Đuổi không, rồi. Chị đuổi nè, chị đuổi nè. Ê, ê. Bên này 6 triệu rồi. Rồi ra, rồi. Không đủ ram, 17M chết rồi.
FM kia còn đứng đợi nữa, không đủ ra. Lại đi. Ấy, ấy, ấy nhá. Kéo tẩy nét nát. Chả biết nó làm gì nữa. Đâu ra, búa ra là... À, búa, cứu. Giả lập ném búa rồi. À. Lại đi, cứu bé. Lại dựng đây. Dựng đây đi. Chính xét phone cái làm lại luôn như boss 1 ấy. Ngày đầu cứ diễn tuồng. Không phải, tại vì có boss 1 có lửa, còn đây không có. Không, đang nói là như boss 1 ấy, ngày đầu cứ cần như mãi. Nhưng mà về sau cứ diễn xét luôn cho nhanh. Diễn xét cả nhân hàng tốt. Thằng nào thấp? Đây, số cùng cực về. Xím xám. Này, thấp hiện còn chết rồi hả? Phạm Minh Châu vừa cứ đứng vào gần đi, có BM nó bút 1F cho mà. Lúc chứ thập mà, không phải ke 45 độ đâu. Nam ơi. Ừ? Vậy cái... Dễ tay, dễ tay rồi. Vũ khí của... Đâu rồi? Vũ khí của người quá yếu. Nó chê mình kìa. Tích lại Hương. Năm giờ giờ nhanh nào để tay năm ơi đéo vẫy mày điên vẫy hoài đi 3 giờ sáng nó cũng đòi vẫy tay thường điên này đi thử coi rồi. Di, ôi em chết rồi. Di có vẻ, Di có vẻ tin tưởng mình nhỉ? À? Cẩn thận chết nha bạn. Xoay này. Có gì? Dạ. Easy. Vào mấy. Qua lên. Qua. Qua lên. Run đâu rồi? 4 giờ. Xe kìa. Ném bố nha. Ai tát vậy? Từ xe đây bây giờ trễ rồi. 900, 700, 1000 gram. Ra đây. Sáng xong. Đợt. Bên này, lại tát bài, tát rồi. Tớ nhìn cậu tới đất mình. Cứu em. À, cứu bé. Ra đây, đang bắt ở chỗ lánh mini nhá. Lánh mini nhá. Yes, super friend. Nó chém đau quá. Tao nói mày giờ mày ra vẫy tay với tao phát đi. Đéo. Real chinh kêu quá kìa. Vẫy hoài. Bên kia sao chết đây? Tao là sự chết. Bên con đỏ sao bị che đây? Các đối tác không xây được bọn đây chẳng biết. Đói quá. Mà nhập kia và lai có đánh con đấy không? Đánh được không? Đâu? Chưa ăn cái gì cả. Ngủ đi, cái gì ngủ đi. Cái gì là quan mà. Tụi nó hỏi đổi vừa. Đừng đổi nữa. Đổi bây giờ là ai làm cái gì thì cứ đúng cái ấy làm đi. Không làm được thì tập cho người ấy làm. Tập mãi không được kích. Tập mãi không được thì đúng. Rõ ràng. Mãi không được thì mướn người. Dễ mà. Duy à. Nãy chỉ có cái xe vào mà đúng không? Nhưng mà sai lầm ba đó rồi. Như nào như Sino sai lầm suốt cả đời thì làm sao mà chịu. Thử coi đi. Hả? Từ giờ tới hút nghĩ mình sai nên mình làm chó. Được. Đi coi bây giờ thấy Sino chết là chửi rồi nha. Thành lầu không á. Chó sẵn rồi. Ê. Quá dễ à? Dễ mà. Mình đéo tin lại nữa đâu anh em à.
chém hai cái này, chọn cái này, quạt sau lưng. Ôi chết chết rồi đó. Sao không xoay xoay cái xoay. Đừng có nói điện thoại mày. Vẫn đi một hít. Mời. Mình đéo tin bạn đâu gì à? Đéo cả mày tin đâu. 6 giờ này, 6 giờ này. Rồi. Chuyện đây. Ê. Hello. Hai triệu. Triệu sáu triệu. Sáng xong. Chưa đi. À, nhưng mà một người đứng lại đi, nó sắp xe điện rồi. À, nó xe kìa. Sáng nè. Rồi đấy. Ờ, dưới đi. Sáng chết. Xoay này. Rồi, sáng chết nha. Cách đầu lâu ấy. Sai nha. TV à. Má. Nãy nói. Cắt góc 6 giờ tới không. Trước khi cắt phải nói một câu. Trời ơi. Chạy góc 6 giờ. Chạy góc 6 giờ thì phải nói một câu. Chạy từ từ thôi. Để con đi. Để con đi theo. Cái lúc nó ngay này, cái lúc mà nó là luôn phải chạy luôn, mà luôn phải chạy luôn á. Nhưng mà nó cắt thẳng mọi người, tao chạy đéo kịp theo. Ấy là mày. Cái dây chạy là mày luôn ở giữa dây luôn, ở giữa hai cái hướng dây luôn. Thì chả thế, tao cứ dịch con bot dần dần nhưng mà nó xoay nhanh quá. Xoay đi góc 6 giờ. Reset đi Sino, reset đi Su. Reset đi. Xoay à nó còn bốc xoay. Đúng em ray. Xoay đi góc 6 giờ thì nói một câu. Từ để con chạy theo, tại đang đứng góc 6 giờ ấy rồi. Chạy đi, mày luôn chạy, đỏ nó luôn chạy mà. À, thế thì lúc ấy mà tự lo mà sẵn sàng chạy. Lúc ấy tự lo mà né nè. Cái dây là cái làm chật lên chuẩn là mình đứng giữa cái dây đó luôn. Đúng. Mình đứng giữa là vùng góc cái dây đó luôn. Mặt luôn vùng góc của cái dây. Còn bia chạy nhanh dữ vậy. Chứ không hiểu sao luôn á. Đóng bút tóc. Lô này. Nào ai bút tóc, bịt con mẹ, đừng có xuyên tạc sự thật nữa. Yeah. Nghe bắt đầu ngứa đít rồi. Nó chạy nhanh lên, what the fuck. Mẹ bên kia chạy chậm chết cái đéo được. Bên kia chạy chậm rồi. Tại tao thấy cái dây nó nhanh. Cứ đi bình thường, đéo làm gì. Đến cái lúc bịt mẹ có cái... Có cái búp 2244 các thứ, vẫn mẹ còn phải dừng lại đợi bên kia nữa. Mẹ muốn gì nữa. À bên kia lại các thứ làm thì mẹ biết thế nào được. Xong thì mẹ đổ tại mình chạy nhanh quá, thật fuck lướt không? Này đây này. Trong một vòng quanh map này. Đây nè. Từ qua đi. Giờ nãy giờ đâu có đâu. Để xong rồi để tôi vào. Nó cứ đánh. Đó là sao? Vừa lấy là hai con boss nó chết cách nhau khoảng 3-4 giây đầu. Tôi thấy bên kia chết rồi, bên kia vẫn còn đang ném búa. Nè lắc xe. Xoay này. Biết mà xoay rồi mới mất máu vậy. Lắc qua mấy rồi. Mấy cả. Yeah. Mấy bò cho mình xin lỗi chứ nha. Silo lại chạy nhanh ra trước lấy phạt ạ. 4 giờ rồi. Bẻ ghê vậy. Rất không kịp rồi. Bye bye rồi. Chết rồi. Thôi reset đi, tiếc không kịp con này. 2M chết. Cái đó là AOE nó quăng vào tôi đấy. Thôi lại đi. Không cần phải cứu con này. Reset đi. Sino ơi, đừng có nhanh như vậy đi. Gì nữa? Nhanh. Okay. Vừa lấy có thấy cái quả bãi bây giờ
tao sẽ đi từ từ kìa. Đó, sổ đi bạn. Hả, đập vào nhà mình đâu? Do do bọn kia bị máu thấp quá, ai muốn chết. Xui. Xui. Xui mà. Đi tới 5 rưỡi rồi. 6 rưỡi. Thằng kia 5 rưỡi đi rồi. Ai, ai 5 rưỡi đi? Ai 5 rưỡi đi? Này à, này nói vậy. Mình cứ đi thôi. Cứ đi thôi, có sao đâu. Hôm nay dắt cha đi tập tạ. Thằng này người máy à? Đánh dấu đầu tanh đi, đánh dấu vào đầu tanh đi, bỏ hết đánh dấu đi. Đánh dấu vào đầu tanh. Đánh dấu vào đầu luôn, tích đại dương. Đánh dấu đầu tanh thôi, chứ ai Ctrl F còn thấy được tanh chỗ nào còn định hướng. Đúng. Tránh mặt đối mặt với tanh. Chết đó. Rồi coi đi. Pino với Pino này. Kìa vậy, bốt nhìn mình ra. Ấy né kỹ thuật. Mấy cây. Sao em? Trời, quá đỉnh, thượng đẳng. Xoay này. Chỉ có một từ để nói thôi. Quá tuyệt vời. Mày mày mày. Có mẹ gì mà nói hơi nhiều nhá, mệt. Châu 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 châu. Xong, một lần. Đừng có nói đi. À. Đi tốt chúng ta có được không, được mẹ. Đừng có nói mấy cái không cần thiết. Bu thì bu vừa vừa thâu đi của mẹ mày. Xin lỗi, xin lỗi nha. Tôi vui đi, ngày đầu vui, ngày hai vui, ba bắt đầu. Vui vừa vừa thôi. Cái game, game đâu kêu xe trâu đứng đâu. Như có một á. À, mình xin lỗi nha. Em ơi. Nghe ông ơi. À, lúc ông bật cái kháng từ xa lên nhắm búa thì có bị gì không? Ờ, à, kháng lánh xa hả? Vẫn bị dính. Tôi bị dính ạ. Tôi chỉ bật để tôi hồi máu thôi. À, vậy tí nữa mà nó bên kia báo xong rồi bảo giết đi ấy, thì tôi ông cùng đánh nhá. Tôi hoặc ok. Cho nhanh, tại vì lúc ấy thì nó đang ném búa ông ấy. Sợ. Không, tôi kêu không, ý là vấn đề tôi kêu một người ở lại là tôi sợ là nó mình chờ tới cái rotation xe luôn á, tôi trở tay không sợ đang không kịp. Vậy sợ nó xe một người á là tôi chết ngắt luôn, là trong như xong. Tôi qua đi. Chị quỳ áo được quá. Sai à? Chị bách à? Sáu giờ này. Reset đây bên trắng. Ồ, cái đó có siêu mà quá. Reset.
Ủa cái đó cả team được steal luôn mà đúng không? Sao tôi không được? Sao tôi lại chết nhỉ? Xa quá, 50 mét là không được. Không phải thì là búa, mà nó mấy đâu mà là đứng xa quá, đâm cuối cùng á. Rồi tao tăng con này nè. Nhanh lên, reset đi. Reset đi. Đó. Lại à. Chú ý là đừng tăng, đừng có mấy ông đừng có đứng sát mép tường nha, tại vì MV không có tới đâu. Thế cứ tập diễn đi, lần đầu làm ấy từ 100 đến 85 nó chỉ có như vậy thôi mà. 100 đến 35 nó chỉ có đúng như vậy thôi. Dễ mà. Đé xin đi, rèn là tự đé đi, không phải đợi người khác. Đúng. Mình bắt chiếc xin nè, giờ mình đi học nữa, mình là con chó. Hai. Qua đi, thở qua đi, thở qua đi. Dạ đâu. Kìa. Dạ nào. Sai mẹ rồi. Mẹ. Lóc quần đào. Mỗi gà. Trắng trên ạ. Ừ, hay à. Bông hay, bông hay. Rồi, lại đây, lại đây. Lém búa tôi này. Rồi. 6 giờ này, 6 giờ này. Chuẩn bị xe điện nè, trắng xe điện á. Hai triệu, 2.7, 2.5. Đừng nói. 900. Thôi reset đi, reset đi, bên này không kịp không? Reset đi, bên này không kịp, bên này không kịp rồi. Thiếu người, bên này không kịp, reset đi. Vừa lấy EV hụt thì sao ấy? Nó bị dính sách. Đâu? Đã mình nói chắc. Có đâu. EV dính mà. Dính hết luôn á. EV dính mà. Sao mình bị bốn stack cấm hồi máu nhỉ? Lá mình cứ nói là trắng xong thôi, mình đừng nói mà 500 á, có nói trắng xong là được rồi. Bùm. Chắc tại ông đứng xa quá nên không dính á. Cái đó tới chậm á. Chết rồi mà vẫn còn này, vẫn còn cái nguyên rủa sao cháy như thế này. Lạc á. Lạc ấy. Lát thôi. Mà thằng Duy nó có in vi gì đâu. Mặc dù tao tự phải đứng xa quá là sao mày á. Ông mình nói rồi, Sino, mình in vi học mình là con chó. Được. In vi ok. Xin ở mảng lát à, xin ở mảng lát. Bot 2 là về thuộc. Đúng rồi, chào gì? In vi ok, bot 2 từ sau về bạn. Đi đâu ấy, đấy tài không? Tao lấy Alonso rồi đâu. Ok nha. Ok. Gì tới đây không? Ok. Cái ngày này nó xa quá. Coi. Thế, người có hy vọng chứ mà. Ừ. Nhưng mà mày phải người đéo đâu. Có tí ngang ngang cán mà. Bách luôn. Dịch qua, dịch qua hơi dịch. Lại nhầm. Xoay này. Run lại đây. 4 giờ. Sẽ bay xe điện luôn đó nha, xe điện nào. Lại đây. Xe điện đó. Ôi, nó xe điện mình. Rồi, ok.
Dù đau mi đi đi. Xin lấy xe điện lần 2 nè. Trắng xong. Giết đi. Rồi. Đem vào lưng. Nói dây là đi liền nha. Xoay này, xoay này. Đi luôn á. Tao chạy nó vô vô được mà. Chưa nói dây. Ê trời. Đi. Thôi tôi chơi. Né. Vô điện luôn. Làm chó. Ở bên Eco nãy chậm hơn hả? Mượt tới đây. Không, bên này bằng nhau ấy, hai bên bằng nhau ấy. Phát hiện ra người này này. Hello. Hello nó đi. Lúc lo bật sale ấy, không cần IV mình SS sao đâu. Không bị dính stack luôn. Đấy, đúng rồi. Nhưng mà cái khúc nó bật sale ấy, nó cũng gây đam, nhưng mà khúc sau đấy nữa nó lại thêm một lần nữa. Cũng SS không là không đủ. Chỉ có thằng nào nó không đủ, cái tin đồng đời chắc cầu tên đây hai người mà không tin thì khó là sao? Tất nhiên là mà tôi khuyến khích mọi người là tự ai nếu mà EV chết thì tụi nhá nha, nãy giờ tụi nó hack mà đâu có giờ tụi ông bị cái gì vậy? Thì nãy giờ vấn đề là nãy giờ in vị kéo xịt mà bảo này anh em bên đỏ này. tôi bảo bên đỏ này, bên đỏ nhá, lúc bảo xong rồi đấy thì ba người cứ dồn đam luôn đi, ai chạy cũng được để cho đều nhau. Sao vậy? Tại bên này thiếu đam, tại vì vừa lấy là bên đỏ bên trắng nó là sao, nó lại đi vừa lấy là bên đỏ bên trắng giết xong đi rồi gọi cầu rồi. Hình như là cầu nói muộn đúng không? Rõ ràng cầu ta muộn, cầu biết đỏ ta muộn. Chứ Nhật và nha, sau khi đánh xong ấy, like cứ về đánh bot, Nhật và bia ở đợi lại, đợi bên trắng hai bên đổ xong thì hai người đánh cầu không biết mình đi. Ok. Rồi. Ai chạy cũng được mà. Rồi. Lại này. Yo. Cụ Linh, cụ thấy quên đi không? Vừa chạy nhầm bên. Rồi, chạy các bạn. Sau 5 hit vào mic nè. Vào mic. Trắng dưới em. Xa hơn ông rồi. Vậy ông lái nha. Em bố chết. 6 giờ. Reset đi. Hai người chết rồi, hai người bị đánh. Mình đi chết rồi. Reset đi kìa. Chào qua team đi. Đó, lát tôi ra từ thôi. Sao? Đi live vào ngày sáng, what the fuck? Đấy con mì đi nó chọi búa vậy đó, tao không chơi. Với thử coi cái mình đang đứng ngay dưới tành. Đố lên nào. Đánh đến 35 nghỉ nhá. Không chờ người đi tà nữa. Thế này nhé. Sau khi nghe xong thì không biết là 5:35 hay là 35:00. Và đây nữa chưa xuống kìa. Mày nói sáng. Đấy. Tao là cái mình. Chửi nào vậy nào? Ủa, được bên.
lộn gió lên ba. Go go go. Ok. 6 giờ. Dù này đấy, cái đứa của mình vậy. Chuẩn bị xe điện nè. Bài ấy. Dùn kìa, dùn chớ. À, hên quá. Rồi. Trắng xong. Xong. Về đánh bot đi, Sido, đứng nhìn bot. Chuẩn bị xe điện đó. Đó xong, đó xong. Rồi, đánh đi. Mẹ. Đi luôn. Rồi. Rồi. Em ơi. Xoay này, xoay này. Thế đó. Dạ. Chuẩn bị lối điện đây. Đây. Để ra điện ra các bạn. Vậy vậy chết lại chưa? Chết lại. Ờ ờ ok. Giờ đấy. Tránh xa sau lưng boss ra này. Hết đi, hết đi, hết đi. Rồi Nam chết rồi. Ờ đi xem đi. Đi xem đi. Được rồi, 82 kìa, 82, 80 rồi kìa, 80. Ê, 80 rồi. Nó kìa. Nó kìa. Được rồi. Hay 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 hay. À đó, hay ok, đơn giản thôi mà. Từ 100 xuống 35 nó chỉ làm như vậy thôi. Mình để dính cái tách này. Giảm 50% tỷ lệ hồi phục. Chết thì có 4 cậu rồi. Hello. Ờ, nó ra tiếp mini luôn kìa. Làm 80, không nghĩ luôn á. Bách 80, bách 80. Bách 80 gì vậy? 80 là bách luôn á. 95, 80, 65, 50. Là nó vòng bách. Là làm bách liên tục đi, đi bảo rồi, cụ đấy là cứ đánh là cứ làm bách xong cái là lại đến cái bách tiếp theo luôn mà. Vậy là dễ cho team mình đó, vậy là dễ cho team mình đó. Cứ như thế là một mạch đến 35% là làm bách 35% luôn. Con này nó không khó đâu, quan trọng là mọi người. Con này dễ vậy, con này quá dễ. Và không được chết, thế thôi. Con bớt một. Dễ là con một. Chăm ngon, với mày là gì xin đâu. Dễ mà mới xe điện của người ta. Phá đó, từ từ nè, từ từ nè, tôi hỏi nó kéo từ con mini tới chỗ nào luôn. Tôi hỏi cái nè. Hả? Nãy là bên bên trắng nổ trước đúng không? Đỏ. Đấy gì? Còn không nói rõ là... không biết. Ý là tôi không, ý là rõ ràng là nếu bên đỏ nổ trước mà không có thông tin là tôi không biết để về băng đâu. Ai ai chạy cầu thì hô đếm số vào. Tôi nói rồi, vô đừng có nói được mẹ. Chết đi chết pháp sủa lâm thứ nó mẹ. Tôi nhiều người nói quá thành ra là đéo dám nói đi mẹ. Tao nói rồi địt mẹ. Lại đây lại đây đi mình tao cái. Lại nha. Tại không có thông tin là tôi về băng cho team team 2 không được, team 1 không được đâu. Giờ xong rồi nói. Còn trong mấy người kia mẹ nó cứ được một lên, chat lên á. Su. Đó bạn nhỉ. Nhím xám về sau một lần đứng chỗ Phạm Minh Châu, hai đứng chỗ tôi luôn. Đỡ gần người chạy cứ thế mà đam thôi. Gần hết sâu bơn của ông cũng đam. Mách luôn ạ. Mách. Gì sao bạn ăn máu lên đi. Tôi ngã vậy. Tôi ngã vậy. Lát rồi, lát rồi. Vừa nói câu gì nhỉ? 4 giờ. Xe đi. 4 giờ. Xe 4 giờ. Xe dùm, xe dùm. Nè, chạy qua sát luôn nè. Đi đi xe đi, xe đi. Không, tao vẫn cố bò để xe điện đấy. Bán nồi. Sủa đi, sủa. Điện xe là quan sát chết nha. Mày đi bộ. Mày sủa đi. Biết mà. Gọi tên con mèo của mình đi. Sủa đi, nhanh lên. Ôi thôi, lắc thôi. Thôi thôi, im lặng, im lặng, im lặng, im lặng, im lặng bộ này. Đừng đưa tấu, đừng tấu hài nữa. Tôi phải thêm một câu gọi thành mẹ tấu hài. Có chợ. Tao đây suy nghĩ xin nên né cái chiêu đó sao vậy? Sao vậy? Thượng đẳng bằng gì tự xử đi bạn. Nam này khi tanh boss trong lúc có laser thì cứ tanh thôi. Cứ tanh trước mặt boss cứ di chuyển theo laser thôi nhá. Chỉ chả di chuyển theo laser nhìn em mà chạy theo chứ em không đứng yên đâu. Mọi người chỉ gần tránh là không được đứng sau lưng boss thế thôi. Ê đừng thấy cái lưng đứng, đâu thì lẹ đứng trước mặt boss cũng cẩn thận đấy nhá. Là đi nhanh qua ra vậy thì không thấy đâu, không thấy đâu.
Không, nếu như mà QE được qua cái laser thì cũng không sao, nhưng mà vẫn phải đi một đoạn xong rồi mới QE để về góc là 6 giờ. À, nhím xám ơi, tí nữa vào thẳng luôn cái vòng tròn đam, tại vì thấy trong lúc sâu bơn mà không đam cái gì. Qua đi. Qua nè. Qua. Trái mà ai không biết rồi. Xin bom. Là qua anh em ơi. Là qua, chờ mình xin lỗi tí nha. Bắt luôn này. Lạc đi. Lạc qua hả? Lạc qua. Ôi, gì xe? Đánh chết. Thôi nha, nói ít rồi nha. Nói ít rồi. Tập trung. Lạc này. Tập trung đánh đã. Đừng lạc hay không thì cũng tập trung. Nó không giết mình nha. Ủa sao nó... Tao có được sáp rồi. Để tao mua thép mic lại rồi. Tao mua tất cả lại để cho ba thằng này nói rồi. Bốn thằng. Ờ, tắt bớt mic đi. Để vài người nói đó. Ai muốn nói gì chat lên. Nào luôn. Bố đây rồi, để mic thằng Nam rồi. Đừng có bố. Đây rồi. Tự giá tắt đi rồi. Để bỏ mic hai lưu hai siêu với lại tăng thôi. Rồi lại lên thì nó tiến lên thì thế. Nhưng mà sao? Đấy. Đấy xong. Đấy. Bao luôn á. Để bạn. Đợi xin đổi like không? Chắc sao mày cắm hết được rồi. Đợi đổi qua việc kêu xài. Dùng tao dùng VPN. Đã bảo từ đâu? Ủa, ông có lóc bảo từ đâu? Ông có lóc bảo từ đâu dùng Viettel rồi. Viettel. Ủa, ông có lóc rồi. Là cái khúc mà 95% á là nó vào mic luôn đúng không? Ừ. Đúng, nhưng mà ví dụ nè, ví dụ mà khúc đó nó đã chém sau rồi, đấy là chém phía sau lưng á. Cái rotation tiếp theo của nó là sụt đen rồi mới tới cái âm bằng đúng không? Không, là nó reset rồi. Để ý thông báo ấy, mình để ý thông báo ấy. Ờ. Nó ghi là triệu hồi cái gì ấy thì nó sẽ ném chip vào. Không, ý tôi là con bot là sau khi nó vào mic á, nó có không, cái đó là không reset rotation không? Hay là không nó cứ tiếp tục rotation rồi. Ok. 35 trăm rồi sẽ to. Cái này kiến thức thêm thôi. Nó lại quay lại đánh hai cái xong rồi nó đang làm gì ấy, nó sẽ chèn rotation lúc vào mic vào sau này tiếp tục rotation. Ok. Nó cứ lặp đi lặp lại khi nó chết rồi mà. Đi lấy chai nước nha, sao cũng đợi Duy. Tao vô rồi, tao vô rồi. Mày vô rồi sao vẫn ngoại tiến vậy? Đó hai bạn, để cái tao đấy. Nét xịn mà bạn, tao bấm nét cùi được. Ghê. Để chỉnh mấy người chỉnh. Mấy người mà phê băng ấy, chỉnh xa ra. Chỉnh độ nhìn xa ra ấy. À không, chỉnh cái hiển thị xa ra ấy. Tôi đứng ở cuối kia, tôi có thể nhìn đi số vào cái quả cầu ở bên đỏ mà. Ờ, ok, vậy chắc sau vụ này về mình phải làm cái đó mới được. Chỉnh nó lên 2000 đúng không? Không phải, chỉnh trong không cái hiển thị nâng cao. Trong cái phần nâng cao có cái hiển thị nhân vật ấy, để mắc lên. Nói chung là tôi chỉ so xuống bằng khẩu một, chỉ có cái hiển thị bóng và mình kết hợp thế nào. Hiển thị nhân vật ấy mình hiển thị nhân vật lên 2000 á. Trong trò chơi đúng không? Trong hình ảnh nâng cao hiển thị nhân vật lên 5. Ok. Giờ mình chơi cấu hình tối hiểu thì chỉnh sao bạn? Thì kéo mỗi cái đấy lên cao thôi. Nhanh lên, nói nhiều vào nhanh lên.
Vậy là nghe bạn nói là bạn chia chê cũng không thể hiểu bao giờ đúng không? Mẹ kiếp, khó vạn kiếp. Tối thiểu là tranh sân dầu luôn á. Thấy không? Đó, cả những ai mà chưa có bèo thì thấy mày nào ngày tối về farm bèo chứ. Tối phát là bay. Những ai chưa có bèo này, chỉnh nữa để hình ở trên Discord nha. Mỏng manh với, mỏng manh dễ vỡ ấy. À, chỉnh như này này. Đúng rồi. Thì khi bị ăn đánh vừa được cộng thêm máu và trạng thái đặc và khi nó có các thứ khác thì mình tiếp tục rồi á. Ai đủ rồi kìa. Rồi. Đâu quá? Chầm. Lạnh không á? Lạnh quá không? 4 giờ này. Ném búa. Chắn xong. Đó xong. Giết đây. Rồi tôi chạy cho. Xoay này, xoay này. Chạy. Sao vậy? Đấy. Quá. Dưới chữ thập. Né kìa, né kìa. Chữ thập, chữ thập không kịp hồi đâu nhá. Thiếu mất một cầu kìa, thiếu mất một cầu kìa. 4, 3, 2, 1. Rồi, không bốc về bằng. Đấy rồi, ý tôi nói là nào là cái đoạn trong khi nó là mình rơi theo web. Ừ, đéo kịp đâu, đéo kịp. Không hồi kịp. Đéo kịp. Tao biết đâu, ý là tao đang đánh mini đường thằng web. Ờ thì tao có sai đâu. Không, thì tệ cho hai cái chữ thập đó là ngu. Tao nói là không kịp hai cái chữ thập rồi mà. Tao biết. Thằng nào biết một không kịp luôn ấy. Thằng nào cũng phải lúc đang đánh mini. Hello. Đấy, xong à, tao nói mày rồi. Cái chữ thập ấy, mày tao nói mày nghe này, trong chữ thập trong mini có một cái vừa hết mini hiểu không? Vừa hết mini tới lúc khắc các cậu lại thêm một cái nữa. Thôi thôi để tôi tắt mất cái. Mày nói đã được không? Nhưng mà mày phải hiểu ấy là cái lúc nối dây xong là nó chữ thập. Tao biết rồi thì được. Cái nghe tôi nói đã. Nghĩa là thằng Nam một F lúc mà đang đánh mini chưa ra ở cầu thì đã ra F rồi thì ngay lúc một F đó đây, mini mày lúc mày ra mày đánh là nó đang chữ thập ở trong mày hiểu không? Đúng là đừng ngoái vào đó tụi nãy bốn thằng thôi tụi nãy bây giờ đủ má nẻ cái chữ thập hù bố mày cái tao nói thật tao thẳng mà luôn á bốn thằng mà tụi cũng lầu gì không không cái chữ thập lúc mà tem chưa có là tao né được tao né được tao lại ai cũng né được hết rồi tao chi bốn thằng kia nó ok mày nói mày ba nè mày hai bây giờ không nói nè xin cũng được nè xâm cũng được luôn xâm có ít nè xâm nấy kiểu gì xâm ít ít em mày với luôn xong có từ kháng x mà đừng hỏi tao làm sao để né ok đó nó bốn thằng có một cái kháng rồi ok tắt xong xong để coi nào chết để coi có chết có nhiều kháng lắm không sợ chết đâu e có kháng s các thứ nhiều lắm rồi ok rồi để tự né được ok xong có chết được đâu đập chết là chó ai hô rotation hồ cái
Nếu không thì tôi có thể bật tự kháng bản thân được. À nãy đây Sino chết. Có gì tao hô cho. Tao chỉ hô chiếm sao rồi xây thôi nha. Không không hô chữ thập và xoay thôi. Không cần đấy. Ok. Okay. Đúng, chữ thập okay. Và xoay rồi. Mấy cái okay, kia okay. À hô cả chấm. Hô cả chấm sau nữa quên. Chém sau là chữ thập và xoay thế thôi, mấy cái đấy là ăn tim. Mấy cái này chém vào tay không cần. Có tên nghĩ ra thấy người. Thay người được mà. Chứ hai người không thay khó lắm. Thôi à, hết tên. Tôi thổi đi vào luôn đi xong rồi sao? Có tên thôi Hủy. Tôi không để mãi. Tôi chỉ là sao? Tại cũng còn phải về bàn lại một số thứ nữa. Đập quá. Mấy cái. Tôi hơi lắc nha. Sao vậy? Sáu giờ này. Chuẩn bị xe điện. Cứ xe một cái nó báo là làm phải năm cái. Bao sợ rồi, cứ vô luôn á. Chẳng xong xong. Chưa hợp. Này chuẩn bị chưa hợp nào. Xe điện nha. Rồi câu. Chị cần giết đi. Chém sao, sao nè, chém sao nè, chém sao nè. Chém sao nè, chém sao nè, chém sao nè. Xoay nè, xoay nè. Xoay 5 lần nè. Ok. Rồi, vô rồi đó. Chạy. Mẹ lát quá. Chị hợp. Chứ sao? Sao? Lão bạc. Rồi tắt AOE thôi nha. Chém sau. Bên đây nọ, bên đây. Rồi 2 1. Vậy. Ok. Đi. Trời ơi. Làm cái này bây giờ phải dừng lại nè. Chết rồi. Ăn xong cầu cuối rồi dừng lại. Cứ dừng lại. Xuống đây kiểu, xuống đây kiểu, xuống quay lại đằng sau luôn đây. Xuống đây. Luôn. Rồi ok, lại đi. Ôi lại vào mấy con này. Cái này là cái này là Mino phải tấp băng tại vì bên kia nó nổ không tới. Video rồi, Mino bảo quay băng. Video về trước. Rồi, ông kia bận nghỉ rồi. Hai người nghỉ rồi. Khoan đã, cái Eco nói lại cái khúc đó là bên đó là Eco nổ trước hay là Mino nổ trước? Eco nổ trước hay Mino nổ trước? Thôi nghỉ nha. Rồi chỗ Mino nổ trước á. Nhưng mà Mino vây băng mà nó nổ mà Mino không, Mino bị chết nè, Mino không có bị băng. Nghĩ nha mọi người, băng đi, nghĩ nha. Thì thôi vậy. Nghĩ nha. À thì không đủ người. Không đủ người. Mà tới đây thôi mà. Không, mà 2 giờ nữa. Chưa, ngày mai mấy giờ? Mà 2 giờ Mino đi 2 giờ. Rồi xem ai băng không? Mino mai bé và Mino đi được không? 2 giờ chiều cái này giúp được không? Được. Ờ nhưng mà ấy là bây giờ ấy, mình đang có thắc mắc nè. Ông qua lóc, ông có thể giải thích không? Ông có như góc nhìn cao nãy không? À vừa lấy tôi đâu. Ờ. Ủa cô hồi nãy là bên Mino nổ trước đúng không ta? Ờ Mino nổ trước. Mà vừa lấy đã bảo là đếm số thì đọc lên để hai bên cũng biết. Ờ lại quên đọc cái đó tức quá. Cả hai ông mà quên. Sao đọc đâu? Đúng rồi, sorry quên. Cái đó vậy là cái đó lỗi mình á. Alo. Sao? Nữa con conversation của bot đó là AOE nói AOE là biết chữ thập hay là hình sao nha. Đâu, không phải đâu. Thì tao nói gọn AOE thôi, không dễ. Đó nè, cái đoạn mà chữ thập với lại hình sao á là tại vì nó hiện rõ mà hình nên không cần báo đâu. Không phải báo nó từ né chứ. Đó người ta nói cho hiện hiểu này là cái hình sao ấy hiện ra là một cái sao nó mới đổ. Ngay chân nó luôn là nó tự biết. Còn cái đoạn mà chữ thập ấy thì ta nó đi thì chữ thập giống nó. Còn đang di chuyển thì chắc buộc phải ngoái. Tại vì chữ thập tôi nó né mà gì. Chứ mỗi lần tới cái đó là tao nghĩ là chữ thập là tao tự né à.
đúng rồi. Ờ, cái chiếu thập, cái chiếu thập cũng hên xui lắm. Thì mẹ như tôi vừa rồi, tôi mới vừa reset cái này là đéo cái chiếu thập nào lúc mới đi rồi luôn. Chiếu thập mà là có hoặc là chữ thật mày ăn một hit đầu tiên đi rồi mày né cái gì đâu. Chữ thật mà tao né hết luôn á, tao né hết luôn tao. Mà cái chiêu nó răng rơm bể lồn ra thì chữ thật mà thằng ốc chó gì tao mất mẹ nửa máu mà tại nó tự né. Ý là đây mà thôi. Bây giờ còn vướng cái đoạn lúc cầu ấy. Chạy cầu ấy quá. Cầu lùa bói chạy cầu lúc đến quả cuối ấy là phải dừng lại. Vừa đấy cứ chạy là gieo dí mình. Tôi biết gì đó rồi, đúng rồi. Mai mai lại. Cộng thêm là cộng thêm là thống nhất cái vụ ấy đi. Vụ gì cơ? Thống nhất cái cầu ấy. Nổ cầu nè. Là hồi nãy mình không có stream lại GG tức quá. Ý là có làm cái stream hay gì á. Không, ý là cái khúc đó là mình thấy